Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 2131, có không gian tồn tại. Nữ tử bi thương thở dài, ngược lại lần nữa ngồi ở trên xích đu, nhẹ nhàng hoảng đảng. Đường vũ tâm trí quá mức kiên định. Muốn dùng loại biện pháp này, để cho hắn tự mình đi ra nội tâm giam cầm, là hoàn toàn không tồn tại. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đường vũ cảm kích nhìn này cái nữ tử liếc mắt, vốn là kia tia hơi giận dĩ nhiên vô tồn được rồi, liền như vậy, bản cô nương bất kể. Nữ tử phất phất tay, cúi chào. Vừa nói, nàng trực tiếp biến mất, dần dần không nhìn thấy lại đi. Lúc này đường vũ mới nhìn hướng Huy Nhi. Thực ra hắn có rất nhiều nghi vấn, muốn còn muốn hỏi Huy Nhi rồi. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội thôi. Huy Nhi, ta lúc ấy ý thức đã từng tiến vào nhất phương quỷ dị không gian bên trong. Đường vũ nhìn Huy Nhi nghiêm nghị nói, ở nơi nào ta thấy được ngươi, không, nói cho đúng là có nhất tộc người, ở thờ phụng ngươi. Khi là quá khứ, ca, ngươi thấy hẳn là đi qua. Huyên Nhi nhẹ nhàng nói, năm đó, ca ngươi không ở rồi, ta tàng du đảng vạn cổ, tiến vào bất đồng vũ trụ, bất đồng bên trong không gian, đi tìm đến ngươi hạ xuống. Trong lúc ta đã từng tương trợ quá nhất tộc người, cùng ta mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay trở nên thôi. Huyên Nhi cười một tiếng, tới cho các nàng sau đó ra sao ta cũng không biết rõ thậm chí nói là hay không cung phụng cùng ta những thứ này ta cũng không biết rõ nàng nhìn đường vũ thở dài một cái bởi vì khi đó cũng không lâu lắm ta liền tự mình nứt ra tiến vào cổ kim tương lai vạn cổ năm tháng đều có ta vết tích đường vũ biết rõ khi đó huyên nhi chính là vì tìm kiếm mình dấu chân nói cho đúng nàng tìm là quá khứ đường vũ thôi nhưng bây giờ đường vũ cảm giác được vô luận là hiện tại chính mình, còn là quá khứ bản thân, ở huyên nội tâm của Nhi thực ra cũng hẳn là như thế. Vốn là hắn còn có chút cố chấp, mà bây giờ lại phát hiện mình quả thực có chút nhớ nhung hơn nhiều. Không cần cập thiết đi cố chấp cái gì. Chỉ là mình sở chứng kiến phe kia không gian thật là quá khứ sao. Mình đương thời ý thức tình cờ tiến vào đi qua bên trong không gian, cho nên nhìn thấy đi qua hết thảy. Nhưng mà đường vũ nhưng có chút hoài nghi. Bởi vì nơi nào thật không giống như là đi qua Càng giống như là phía kia vì biết không gian Nguyên lai like là như vậy nha Đường vũ cười khổ một cái Ta còn tưởng rằng thật có đến không gian tồn tại đây Huyên nhi nhìn đường vũ liếc mắt tốt nửa ngày mới nói Ca, khi đó cửu dạ hoa cũng vẫn còn ở đó Nghe vậy, đường vũ sững sờ Ngay sau đó trừng lớn con mắt Ý ngươi là còn có không gian này tồn tại Huyên nhi khẽ cười một cái Dĩ nhiên, ca, Đóa hoa kia vẫn tồn tại, dĩ nhiên là sẽ có không gian tồn tại. Liên quan tới một điểm này, Đường Vũ từ đầu đến cuối bỏ quên. Bởi vì hắn quên rồi kia tốn thêm vẫn tồn tại. Nói như vậy, cây nhỏ cùng Cư Phượng nhất định là tiến vào cửu dạ hoa nói bên trong. Chỉ là không biết rõ cụ thể là ở một vùng không gian. Một điểm này ta ngược lại thật ra bỏ quên. Đường Vũ cười một tiếng, chỉ cảm thấy có một loại không khỏi tâm tình có lẽ là quá mức cô độc biết còn có này khác một vùng không gian tồn tại còn có này sinh mệnh tồn tại hắn nhìn Huyên Nhi nói Huyên Nhi ngươi có thể đủ cảm giác được đóa hoa kia ở nơi nào không Huyên Nhi là đóa hoa kia bên trên đen nhánh một bộ phận theo Đường Vũ nàng và đóa hoa kia giữa hẳn có không khỏi cảm ứng mới đúng Huyên Nhi hơi sững sờ trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên nàng ngạch một cái âm thanh có chút ý vị thâm trường nói không cảm ứng được có lẽ là quá xa đi nhưng mà lại ở tâm lý thở dài một cái ca nha ngươi là thật nhìn không ra sao nghe vậy đường vũ có chút thất vọng nói như vậy nha huyên nhi nhìn ánh mắt của đường vũ nổi lên một tia mỉm cười nàng há miệng tự hồ muốn nói điều gì đúng rồi huyên nhi cái kia nữ tử rốt cuộc là người nào các ngươi có phải hay không là lúc trước nhận biết nhỉ đường vũ hỏi dò Huyên sắc mặt của Nhi có chút quá dị, ngạch, nhận biết, chỉ là không nghĩ tới nàng lại vẫn còn, ta vốn cho là nàng đã sớm không có ở đây đây. Đường Vũ gật đầu một cái, cũng không có đang nói gì. Ca, nếu như nhận ra được nguy hiểm liền nghĩ biện pháp rời đi nguyên thủy nơi đi. Huyên Nhi nói, ngươi biết rõ, ta đây bất quá chỉ là phân thân, nếu là thật cái gì, kinh khủng thì không cách nào hoàn toàn bảo vệ ngươi. Ta biết rõ. Đường Vũ hiếp một lần mắt, thực ra hắn biết rõ huyên nhi nói là đúng có thể bây giờ hắn vẫn không thể đi hắn còn không nhìn thấy nguyên thủy nơi hoàn toàn loạn đứng lên đây một lát sau huyên nhi bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi lân bên trong tộc kim bằng đã hoàn toàn nắm trong tay hết thảy về phần kim thiểu di một ít con cháu rối rít bị hắn nhốt đứng lên chỉ có kim mạc vẫn còn ở ngoại hơn nữa bởi vì kim bằng quan hệ nàng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên mà bắt đầu ai cũng biết rõ đây là bọn hắn tân tộc trưởng kính trọng nhất tỷ tỷ chỉ là kim mạc đại đa số cũng ở bên trong phòng kim bằng nhiều lần cầu kiến kim mạc cũng không có gặp nhau tam tỷ ngươi ở đâu kim bằng thanh âm lần nữa từ ngoài cửa vang lên vốn là kim bằng cho là như cũ còn phải như mấy lần trước như thế kim mạc sẽ không ngôn ngữ cũng sẽ không thấy hắn có thể kỳ quái là Lần này Kim Mạc lại mở cửa phòng ra Mấy ngày không thấy Kim Mạc nhìn tự hồ có hơi tan thương Thấy Kim Mạc cái bộ dáng này Kim Bằng không khỏi cúi đầu Nhẹ nhẹ kêu một tiếng Tam tỷ Những thứ kia huynh đệ tỷ muội đây Kim Mạc hỏi dò Ngươi sẽ không cũng đưa bọn họ giết tất cả đi Những người đó năm xưa không ngừng khi dễ đến Kim Bằng Dựa theo Kim Bằng tính cách Hẳn là sẽ không bỏ qua bọn họ Kim bằng lắc đầu một cái, không có, tam tỷ, ta chỉ là đưa bọn họ nhốt đứng lên. Kim mạc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì chỉ là đơn giản giam cầm, quả thật có chút ra nàng dự liệu. Vậy ngươi nghĩ thế nào đối với bọn họ? Giết bọn họ sao? Vẫn là giam cầm đến. Kim mạc hỏi dò. Nếu như ta giết bọn họ, tam tỷ ngươi sẽ trách ta sao? Kim bằng nhìn nàng nói. Thực ra đối với những người đó, kim bằng là không có có cảm tình. Hắn ngay từ đầu quả thật cũng muốn đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Có thể bởi vì kim mạc duyên cớ, hắn vẫn ẩn nhịn xuống. Kim mạc đối mỗi một huynh đệ tỷ muội thực ra đều rất tốt. Đương nhiên, đối kim bằng là tốt nhất, nhất chiếu cố kim bằng. Nếu không, kim bằng cũng sẽ không như vậy tôn trọng nàng. Tiểu bằng, ngươi đã là nhất tộc tộc trưởng, cần gì phải cùng cố chấp lúc trước đây. Kim mạc thở dài một cái, cha đã chết, chẳng lẽ ngươi còn phải lại lần tàn sát tộc nhân sao? Huống chi vậy cũng là chúng ta huynh đệ tỉ muội nha, cho dù bất đồng mẫu, nhưng chúng ta lại có một nửa huyết là giống nhau nha. Kim bằng mặt mũi nổi lên vẻ đau thương, hắn chỉ là nhìn kim mạc, tốt nửa ngày đều không nói gì. Kim mạc đưa tay xoa xoa đầu, có chút mệt mỏi mở miệng, đúng rồi, ta đều quên, bây giờ ngươi đã là tộc trưởng. Ai có thể ngăn cản ngươi nghĩ làm việc đây? Nghe vậy, Kim bằng ngước mắt lên hướng kim mạc nhìn. Ánh mắt của hắn đổi lên vẻ đau thương, tam tỷ, bất kể ta là địa vị gì, thân phận gì, ngươi từ đầu đến cuối cũng là tỷ ta. Dừng một chút, hắn tăng thêm một câu, cũng là ta duy nhất tỷ. Rất rõ ràng, những lời này đã lại không hình nói cho kim mạc rồi. Ngoại trừ nàng bên ngoài, những người còn lại hắn là sẽ không để ý. Kim mạc tự nhiên cũng nghe được. Nàng có chút mệt mỏi nói, ta hơi mệt chút trầm mặt chốc lát kim bằng mới lên tiếng được tam tỷ vậy ngài nghỉ ngơi đúng rồi tam tỷ sau ba ngày tổ chức toàn tộc đại hội mà một ít chủng tộc cũng nghe được tin tức nói muốn rối rít tới đây giống ta chúc mừng chẳng qua là muốn nhìn một chút thái độ của ngươi thôi nhất là bây giờ cha rời đi hơn nữa chúng ta lân tộc thực lực không mạnh một số người đã sớm như hổ trình mồi kim mạc nói nếu như đến thời điểm không xử lý tốt chúng ta lân tộc rất có thể chính là cái thứ hai ngự tộc đúng rồi nghe tương phi yến gần đây thời gian tìm ngươi kim mạc nhẹ nhàng nói kim bằng gật đầu một cái bây giờ cố chấp lừa chết ngự tộc tộc trưởng tạm thời không người phía dưới một ít trưởng lão thậm chí còn cung phụng đều tự ủng hộ đến không cùng người mà tương phi yến là một cái nữ tử tộc trưởng rơi vào trên đầu nàng xác suất không lớn cho nên nàng thời gian tới tìm ta cái này cũng là một mặt nguyên nhân là bởi vì nàng muốn đạt được ta ủng hộ. Khóe miệng của Kim bằng nổi lên một tia khinh thường, như vậy ai cũng có thể làm chồng nữ tử, không nghĩ tới, còn có này như vậy hùng tâm. Nhưng nàng chỉ số IQ lại còn thiếu rất nhiều. Không nên coi thường bất cứ người nào, nhất là nữ tử. Kim Mạch nhắc nhở nói, là một nữ nhân không chọn thủ đoạn, là rất đáng sợ. Đệ đệ tự nhiên nhớ kỹ tỷ tỷ dạy bảo. Kim bằng cung kính nói. Ngưng mắt nhìn Kim Bằng, Kim Mạc há miệng, tự hồ còn muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn trầm mặt, một lát sau, nàng phất phất tay, đi đi, ta mệt mỏi. Đệ đệ cáo lui. Kim Bằng nhẹ nhàng nói. Cho dù là bây giờ Kim Bằng đã thân là tộc trưởng. Có thể đối mặt Kim Mạc, hắn vẫn như cũ ngày xưa cái kia tiểu hài. Chính là Kim Mạc đánh hắn cái gì, Kim Bằng cũng sẽ chịu đựng. Từ nơi này Kim Mạc rời đi. Kim Bằng đi tới lân tộc một nơi cung điện. Đây là hắn đem những thứ kia huynh đệ tỷ muội giam cầm địa phương. Những người đó vừa nhìn thấy rồi hắn, rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Bằng, lúc trước ta sai lầm rồi. Không không, tộc trưởng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ giết ta nha, ngươi muốn ta làm gì đều được. Tộc trưởng, ta sai lầm rồi, lúc trước không nên đối ngươi như vậy, ngươi đại nhân có đại lượng kim lân đợi cả đám rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kim lân vốn là kim thiểu diêm nhất ký thác kỳ vọng một cái con cháu nhưng mà bây giờ lại quỳ ở kim bằng dưới chân nước mũi một cái lệ một cái không khỏi để cho kim bằng cảm thấy một trận không ưa hắn nhìn quỳ xuống dưới chân những người đó nội tâm không khỏi có một loại thỏa mãn năm xưa hắn từng bị bọn họ khi dễ cũng là như vậy quỳ ở dưới chân bọn họ cầu vòng quanh bây giờ hết thảy đều chuyển đổi tới. Không thể không nói, hết thảy các thứ này thật hình như là một cái luân hồi nha. Kim bằng một cước đem kim lân đá văng ra, nhưng mà kim lân lần nữa bò trở về, quỳ ở kim bằng dưới chân. Ta sẽ không giết các ngươi, ít nhất tạm thời còn sẽ không. Kim bằng nhẹ nhàng nói. Lời này tự hồ cho tất cả mọi người đều theo như một cái định tâm hoàng. Muốn biết rõ bọn họ chỉ lo lắng, Kim Bằng sẽ giết bọn họ muốn biết rõ lúc trước lúc trước nhỏ, bọn họ nhưng là cũng không thiếu khi dễ kim bằng. Thậm chí lấy khi dễ kim bằng làm thú vui thú. Đa tạ tộc trưởng. Đa tạ tộc trưởng. Mọi người rối rít cảm tạ đứng lên. Năm xưa mặc cho bọn họ lớn lăng nhất cá nhân, bây giờ lại đằng giá cho bọn hắn trên rồi. Giờ phút này trong mọi người tâm đều có chút phức tạp. Không qua một cái cái hay lại là quỳ cung kính thẳng tắp không có gì so với sống tiếp còn trọng yếu hơn rồi kim bằng trở lại cung điện thời điểm liền sợ hết hồn bởi vì ở trước mắt hắn xuất hiện một người quanh thân bao phủ hỗn độn khí hơi thở không cách nào thấy rõ vốn là dung mạo thấy hắn kim bằng không khỏi có chút khẩn trương hắn vội vàng thi lễ kim bằng tham gia tiền bối đối với đường vũ lai lịch hắn tràn ngập tò mò nhưng cũng biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi có lúc lòng hiếu kỳ sẽ hại chết nhân mặc dù đối với đường vũ tràn ngập tò mò nhưng càng nhiều hay lại là sợ hãi muốn biết rõ hắn chính là dễ như trở bàn tay chém giết kim thiểu diêm liên quan tới một điểm này sợ rằng còn lại một ít tộc trưởng đều làm không được đến có lẽ bọn họ có thể đánh bại kim thiểu diêm có thể như vậy dễ như trở bàn tay chém chết hắn là hoàn toàn không tồn tại ta có phải hay không là được chúc mừng ngươi trở thành tộc trưởng nha Đường Vũ cười khẽ một tiếng. Nhất thời Kim Bằng có một loại khắp cả người phát rét cảm giác, tiền bối đây là nói chỗ nào lời nói, nếu không có tiền bối tương trợ, Vãn Bối làm sao có thể làm bên trên cái này tộc trưởng. Thoáng trầm ngâm một chút, Kim Bằng nói, không biết rõ Vãn Bối có thể vì tiền bối làm nhiều chút. Hắn nâng đỡ đến mình làm lên tộc trưởng, tự nhiên cũng có chính mình mục đích. Bây giờ người này đột nhiên hiện thân, chỉ sợ sẽ là muốn lợi dụng chính mình làm những gì đi đối với cái này một chút kim bằng đã sớm lòng biết rõ. Hơn nữa người này còn vô cùng đáng sợ. Muốn giết chết chính mình tự hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên muốn sống, như vậy dĩ nhiên chính là được nghe lời. Đối với cái này một chút kim bằng hay lại là biết rõ. Ngươi đến lúc đó thông minh. Đường vũ nhìn kim bằng hừ một tiếng. Kim bằng cười nhạt, vãn bối sao dám quên tiền bối đại ân đại đức, nếu là tiền bối có nhu cầu, vãn bối cho dù núi đao biển lửa cũng không chối từ. Nghe ba ngày sau, một ít ngoại tộc người tới chúc mừng ngươi. Đường Vũ nói. Không sai. Nhưng càng nhiều đối với vãn bối mà nói, hẳn là một cái dò xét, nếu như thiếu lơ là, thậm chí sẽ làm cho cả lân tộc cũng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kim Bằng thở dài một cái, nói như thật, tổng thể mà nói, trải qua chuyện lần này, lân tộc thực lực lần nữa ngã xuống một ít bây giờ muốn phải mang đến tộc nhân sống được đã không phải dễ dàng như vậy rồi các ngươi lão tổ đây đường vũ có chút kỳ quái vừa nói hắn khóe miệng của kim bằng nổi lên một nụ cười lạnh lùng đã nhiều năm không người thấy qua ở bế quan nhiều năm trước hắn tham dự cướp đoạt cửu dạ hoa đại chiến người bị thương nặng cho nên kể từ lúc đó vẫn cũng ở bế quan cũng không biết rõ hôm nay là có hay không khôi phục lại dừng một chút kim bằng tiếp tục nói bất quá bất kể hắn là hay không khôi phục như cũ cũng không có gì bởi vì chúng ta những thứ này tộc nhân trong mắt hắn là nhỏ nhặt không đáng kể hắn nhìn đường vũ liếc mắt ngược lại cúi đầu nói bất kỳ nhất tộc lão tổ thực ra cũng là như thế đối với đời sau tôn không có nhiều như vậy quan tâm một điểm này đường vũ sớm đã biết sống càng lâu đối với một ít tình cảm tự nhiên cũng lại càng nhạt mạc rồi cho trình nên kia sợ sẽ là bên trong tộc đại quyền biến chuyển lão tổ như cũ còn không có hiện thân. Kim bằng thở dài một cái. Thực ra kim bằng vốn là cũng đang mong đợi lão tổ có thể hiện thân. Có thể mang đường vũ chém chết. Dù sao đường vũ hắn thấy thật sự là quá mức đáng sợ. Đây chính là một cái lơ lửng trên đầu đao, ngươi không biết rõ lúc nào sẽ rơi xuống. Nhưng lão tổ từ đầu chí cuối cũng không có bất kỳ khí tức truyền tới. Cho nên kim bằng cũng hiểu. Lão tổ là sẽ không xuất thủ. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể nghe lệnh của Đường Vũ rồi. Sau này tìm cơ hội đang nghiên cứu cái vấn đề này. Đối với Kim Bằng dự định, Đường Vũ tự nhiên nhìn rõ ràng. Bất quá cũng không có gì. Bây giờ Đường Vũ yêu cầu Kim Bằng đem nguyên thủy nơi xé mở một cái lỗ, cũng chính là hỗn loạn bắt đầu. Mà Kim Bằng tự nhiên cũng cần Đường Vũ tạm thời tới bảo trì hắn uy nghiêm. Có thể nói nếu như không có Đường Vũ, phía dưới không biết rõ lại có bao nhiêu người cũng không phục tùng kim bằng đây. Khi đó hắn làm sao sẽ như thế dễ như trở bàn tay khống chế toàn bộ lân tộc đây. Xem ra các ngươi bên trong tộc lão tổ không có phát hiện thân, ngươi là rất thất vọng. Đường Vũ từ tốn nói. Nhưng mà Kim Bằng lại có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, hắn vội vàng nói, tiền bối, vãn bối quả thật có chút thất vọng. Bởi vì bây giờ lão tổ tự hồ thật không quản hậu bối chết sống, chúng ta chỉ có thể dựa vào lão tổ uy danh ở nguyên thủy nơi miễn cưỡng sinh tồn nếu như lão tổ thật xuất thủ hoặc là lên tiếng như vậy đều là bất đồng tối thiểu có thể chấn nhiếp hắn tộc cũng tỷ như lần này hắn tộc đã nói muốn tới thăm trên thực tế đối với tộc ta chính là một cái dò xét thậm chí một cái không tốt cũng có thể đem ta tộc dẫn vào đến chỗ vạn kiếp bất phục nhưng nếu như lão tổ lên tiếng như vậy bọn họ dĩ nhiên là không dám bởi vì này một chút cho nên vãn bối có chút thất vọng ở một cái bây giờ lão tổ đã nhiều năm chưa từng hiện thân tựa hồ thật không quản hậu bối chết sống vãn bối tại sao có thể không thất vọng đây đừng để ý đường vũ có tin hay không hắn hướng về phía đường vũ chính là một hồi giải thích bất quá hắn từng nói quả thật cũng là hắn nội tâm suy nghĩ bởi vì lão tổ nhiều năm không ra quả thật mất đi một ít uy nghiêm thậm chí càng có một ít nhân cũng đang hoài nghi có phải hay không là lão tổ đã hóa đạo rồi, trúng độc rồi cái gì? Này có thể không phải một cái hiện tượng tốt. Cho nên lần này, chúng tộc trước tới thăm, cũng là đối lão tổ một loại dò xét. Ngươi xem, kia sợ sẽ là ngự tộc bây giờ đã luân lạc đến trình độ này. Nhưng người bình thường như cũ còn không dám được nước. Đơn giản chính là bọn hắn lão tổ ra mặt. Chỉ cần lão tổ vẫn còn, hơn nữa còn che chở đời sau tôn. Như vậy người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không cần cùng ta giải thích cái gì." Đường Vũ bình tĩnh nói. "Không biết rõ tại sao." Đối mặt đến người này, Kim Bằng cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí cái trán đều đã mơ hồ rướng mồ hôi. "Đúng tiền bối." Kim Bằng thử thăm dò hỏi dò, không biết rõ vãn bối có thể có cái gì ra sức địa phương. "Cũng chủng tộc gì tới đây nhỉ?" Đường Vũ thử thăm dò hỏi thanh tộc, nghiêm tộc, kim bằng một nói liên tục mấy chục chủng tộc, bọn họ đều là phái người tới, trên mặt nổi nói là chúc mừng ta, nhưng phía sau bọn họ dự định, kia liền không nói được rồi. Hắn hướng đường vũ âm thầm nhìn một cái, đúng rồi, còn có ngự tộc, vậy thì tự nhiên không cần nói. Bây giờ ta trên mặt nổi dầu gì cũng là bọn họ ngự tộc con rể. Dừng một chút, Kim Bằng tiếp tục nói, Tương Phi Yến, gần đây thỉnh thoảng tới đây cầu kiến cho ta, không nghi ngờ chút nào, nàng là muốn mượn lực lượng của ta để cho nàng trở thành tộc trưởng đáp ứng nàng đường vũ trực tiếp nói kim bằng có chút không hiểu hướng đường vũ nhìn lại chỉ nghe đường vũ nói vô luận là các ngươi lân tộc hay lại là ngự tộc thực lực tổng hợp cũng quá mức nhỏ yếu mà ngự tộc lão tổ hiện thân chấn nhiếp thế nhân nếu như cùng ngự tộc buộc chung một chỗ đối với các ngươi chưa chắc không có lợi thực ra một điểm này kim bằng cũng nghĩ đến mặc dù hắn rất ghét tương phi yến càng muốn đi đem hôn sự lui nhưng bây giờ hắn căng cơ bất ổn ở một cái lân tộc thực lực tổng hợp quả thật không mạnh muốn ở tiến một bước chỉ có dựa vào ngự tộc cho nên tương trợ tương phi yến trở thành tộc trưởng tự hồ cũng là một chuyện tốt từ kim bằng trực tiếp đáp ứng đi xuống kia vãn bối ngày mai phải đi viếng thăm ngự tộc thuận tiện cho tương phi yến tạo thế ừm đường vũ khẽ ừ một tiếng Tương Phi Yến là vị hôn thê của ngươi, nếu như nắm chặt được, chưa chắc không thể đem ngự tộc nuốt. Nghe vậy, Kim Bằng ngẩn ra. Một điểm này hắn không dám nghĩ tới. Mà bây giờ nghe Đường Vũ nói như vậy, nội tâm vẫn không khỏi động một cái. Hắn ngẩng đầu lên, hướng Đường Vũ nhìn. Nhưng là Đường Vũ bóng người đã biến mất vô ảnh vô tung. Nội tâm của Kim Bằng không khỏi cảm thấy một trận áp lực bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không biết rõ đường vũ muốn làm gì nhưng hắn vẫn biết rõ vị tiền bối này tính toán nhất định không phải chuyện đùa nhưng mà bây giờ chỉ có thể dựa theo vị tiền bối này lời muốn nói đi đi nha chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình an toàn lúc này đại trưởng lão đi vào giống như kim bằng hồi báo một ít tình huống kim bằng lòng không bình tĩnh gật đầu một cái ngược lại hỏi dò đại trưởng lão ngươi vừa mới có từng cảm giác xin tộc trưởng công khai. Đại trưởng lão không giải thích nói. Không sao. Kim Bằng nói. Đối với đường vũ tu vi, hắn vẫn luôn hiếu kỳ, không biết rõ đạt đến đến trình độ nào. Nhưng tuyệt đối không phải bọn họ lân tộc thật sự có thể đối phó. Trừ phi bọn họ lão tổ điều động. Cho nên muốn muốn thoát khỏi đường vũ khống chế, tự hồ không phải dễ dàng như vậy rồi. Kim Bằng trầm tư. Đại trưởng lão hướng Kim Bằng nhìn một cái, tộc trưởng, nhưng là có chuyện gì không? Thoáng yên lặng, Kim Bằng nói, đại trưởng lão, ngươi cho là vị tiền bối kia tu vi cao bao nhiêu? Sâu không lường được. Đại trưởng lão nói. Xem ra Kim Bằng đối vị tiền bối kia cũng cũng không hiểu rõ lắm. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy hỏi hắn. Chỉ là không biết rõ Kim Bằng rốt cuộc là từ nơi nào tìm tới như vậy một vị nhân vật khủng bố. Nghe vậy, Kim bằng chân mày cau lại. Thực ra có vị tiền bối này ở, cũng là một chuyện tốt. Dù sao bây giờ lão tổ đã nhiều năm chưa từng hiện thân, còn lại chủng tộc lão tổ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào vị tiền bối này uy thế, tới cho chúng ta tạo thế. Đại trưởng lão cười một tiếng, ba ngày sau, các tộc tới chơi, nếu như vị tiền bối này ở, không nếm không phải là chuyện tốt một món nha. Con mắt của Kim bằng sáng lên. Lời này quả thật không sai. Hắn làm sao lại bỏ quên một điểm này đây? Vị tiền bối kia tu vi sâu không lường được, thậm chí vượt xa một ít tộc trưởng. Theo Kim Bằng, trừ lão tổ bên ngoài, hẳn không người là đối thủ của hắn. Nếu như vị này một vị tiền bối ở, hoàn toàn có thể chấn nhiếp hắn tộc. Thậm chí bởi vì này sao một vị tiền bối, còn có thể để cho lân tộc uy vọng ở lên một tầng. Đại trưởng lão nói là, ta ngược lại thật ra bỏ quên một điểm này kim bằng nói vừa mới tiền bối hiện thân nói để cho ta nâng đỡ tương phi yến trở thành ngự tộc tộc trưởng đối với lần này không biết rõ đại trưởng lão thấy thế nào mọi người đều biết tương phi yến là tộc trưởng vị hôn thê của ngươi cho nên nâng đỡ tương phi yến trở thành ngự tộc tộc trưởng cũng không phải không được đại trưởng lão ngậm cười nói đại trưởng lão ý tứ cũng rất rõ ràng chính là để cho kim bằng tương trợ tương phi yến leo lên ngự tộc chức tộc trưởng đến thời điểm hai tộc liên thủ đủ để đối phó một ít nguy cơ nhưng lời như vậy kim bằng thì không khỏi không cưới tương phi yến kim bằng tự nhiên cũng biết rõ đạo lý trong đó đối với tương phi yến hắn là xuất phát từ nội tâm chán ghét dù sao tương phi yến danh tiếng đang vì không phải tốt như vậy nếu như nếu như cưới nàng không biết rõ cho mình đeo lên bao nhiêu nón xanh đây một lát sau kim bằng thở dài một cái ta biết ngày mai ta liền cùng tương phi yến đi ngự tộc nhìn một chút. Vừa nói kim bằng có chút nheo lại con mắt, ta giàu gì cũng là ngự tộc con rể, quả thật cũng hẳn đi xem một cái rồi. Ngày đó đến hôn thời điểm, hắn nhịn vô số cười nhạo. Thậm chí ngự tộc những người đó ánh mắt, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ. Chỉ là không biết rõ bây giờ chính mình lần nữa trở về, bọn họ sẽ là dạng gì biểu tình đây. Đường vũ rời đi lân tộc, trực tiếp tiến vào tự mình nói chính giữa vô luận là huy nhi hay lại là cái kia nữ tử các nàng nói đều là đối với bây giờ khốn tại hắn là tâm là hắn chấp niệm muốn lần nữa đột phá chỉ có hắn đi ra tâm lòng giam nếu không muốn ở tiến một bước thật là khó lại càng khó hơn chỉ là buông xuống những thứ này chấp niệm đường vũ lại không làm được càng không biết rõ phải làm thế nào buông xuống có thể nói hắn đi đến trình độ này cũng là bởi vì những chấp niệm đó đối với các nàng kỳ vọng cho nên hắn mang theo hy vọng có thể rong ruổi vũ trụ, có thể nhịn bị như vậy khắc cốt cô độc. Thế nào? Có cái gì không vui cùng tỷ tỷ nói một chút, để cho tỷ tỷ vui vẻ xuống. Nữ tử lần nữa hiện lên tự mình nói bên trong. Mang trên mặt hì hì nụ cười, con mắt lớn minh sáng, tràn đầy cổ linh tinh quái. Đường vũ cao mày hướng nàng xem đi, ngươi thật rất nhàn sao. Dĩ nhiên, rất là buồn chán. Nữ tử nhún vai một cái, có chút không thú vị nói nếu không ta có thể như vậy thường thường đi ra không ngươi nghĩ rằng ta hiếm ngươi nha ta chỉ là quá buồn chán thôi đừng vũ hướng nữ tử nhìn thực ra có người có thể cùng hắn trò chuyện cũng là tốt nữ tử ở tự mình đạo nội du tẩu đứng lên thậm chí còn để cho tự mình nói theo trái tim của nàng chỗ muốn mà biến hóa nữ tử ánh mắt lộ ra rồi một nụ cười châm biếm một chỉ hồ điệp bay đến đầu ngón tay nàng nàng đưa tay ra sợ một cái kia chỉ hồ điệp ngược lại hồ điệp lại biến mất vô ảnh vô tung tự mình đạo nội trong lúc bất chợt trăm hoa đua nở khắp nơi đều là chim hót hoa nở tự như tiên kính đường vũ biết rõ này không phải tự mình nói biến hóa mà là nữ tử lấy tự thân pháp lực biến hóa ta nghĩ muốn đột phá thật rất khó sao đường vũ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi thăm một câu nữ tử ngồi xổm người xuống đem một đóa hoa hái mà xuống sau đó đừng tại rồi trên đầu mình bên nàng đầu hướng đường vũ nhìn lại ngươi nói sao này mấy lần thật là ngươi đột phá sao không phải đâu là tự mình nói ảnh hưởng ngươi đột phá hoặc giả nói là cửu dạ hoa cường đại kéo theo ngươi quả thật như thế bởi vì tiến vào nguyên thủy nơi sau nhìn giống như hắn là đột phá có thể kia bất quá chỉ là thời gian cửu dạ hoa lớn lên sau đó kéo theo hắn đột phá thôi tiểu tử như ngươi vậy thì không được hì hì thời gian cửu dạ hoa không chỉ muốn chính mình hấp thu chất dinh dưỡng còn phải kéo theo ngươi chặt chặt nữ tử chặt chặt rồi hai tiếng ở đây sao đi xuống nha thời gian cửu dạ hoa nở rộ càng ngày sẽ càng khó khăn tin tưởng ngươi cũng nhìn ra nàng hướng đường vũ nhìn thực ra thời gian cửu dạ hoa nở rộ là đơn giản hẳn là ngươi đột phá đến động nó đường vũ một phát miệng đến ta cảnh giới này ngươi cho rằng là đột phá rất dễ dàng sao như không có cơ duyên thậm chí đời này đều không cách nào đột phá dừng bước tại này rồi có cái gì không dễ dàng nữ tự chớp con mắt chỉ cần buông xuống chấp niệm ngươi tâm cảnh tăng lên tuyệt đối có thể để cho ngươi tiến thêm một bước nàng đi tới vỗ một cái đường vũ bả vai ông cụ non nói tin tưởng ta ngươi có thể đường vũ lật rồi một cái liếc mắt không nghĩ nói chuyện cùng nàng rồi hắn đi tới một bên hướng ngủ say nam tử tóc trắng còn có thiên thương nhìn khóe miệng có chút giật giật, đường vũ lộ nở một nụ cười khổ. Tam thế thân, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nữ tử chặt chặt rồi hai tiếng, còn thật là số tiền khổng lồ. Ánh mắt của nàng trong lúc bất chợt hiện chương lên gọi nói, ta biết ngươi trả thế nào có thể lần nữa đột phá. Ta sẽ không làm như vậy. Đường vũ trực tiếp nói. Đối với này cái nữ tử lời muốn nói đột phá biện pháp, đường vũ tự nhiên biết rõ đó chính là đem nam tử tóc trắng cùng thiên thương trắng nuốt giữa lẫn nhau vốn là nhất thể sau đó đưa bọn họ thần hồn và tập nguyên dung nhập vào trong cơ thể mình khi đó tuyệt đối có thể để cho hắn ở tiếng một bước xem ra ngươi sớm liền biết rõ biện pháp này nữ tử giang tay ra là ta chưa nói bất quá nếu quả thật đến đó một bước cuối cùng ngươi cũng sẽ không làm như vậy sao nghe vậy đường vũ trầm mặt lại một lát sau hắn khẽ lắc đầu một cái ta không biết rõ nữ tử hì hì cười một tiếng tam thế thân quá khứ hiện tại tương lai bọn họ làm hết thảy thực ra cũng là vì ngươi cho nên bất kể ngươi lựa chọn thế nào ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không trách ngươi bởi vì bọn họ lúc ấy làm ra lựa chọn chia ra một khắc kia liền đã làm xong như vậy dự định nàng nhìn nam tử tóc trắng kia thật là một cái vạn cổ kỳ tài nha làm người khác còn ở trên con đường này, khổ khổ tìm, gắng sức giải dụa thời điểm, hắn đã đi ra một con đường khác. Không thể không nói, người này thật rất có thủ đoạn, chỉ là đáng tiếc. Đối với nam tử tóc trắng thủ đoạn, để cho này cái nữ tử đều không khỏi có chút nghiêng bội mà bắt đầu. Bây giờ đường vũ tu vi đã sớm vượt qua nam tử tóc trắng. Có thể đường vũ lại biết rõ, hết thảy các thứ này đều là ở nam tử tóc trắng cơ sở trên. Hắn đúng là một cái kỳ tài. Đường Vũ trầm giọng nói. Ngươi cũng vậy. Nữ tử cười hì hì, muốn sau khi biết người tới cư bên trên, đi đến nước này nhân, duy chỉ có một mình ngươi nha. Nghe vậy, đường Vũ lại lắc đầu một cái, ta là tại người khác bố trí bên dưới, mà trưởng thành đến bây giờ, nếu không có những thứ này ta là đi không cho tới bây giờ mức này. Nữ tử thoáng trầm mặt một chút, ngươi nói có lẽ là đúng không? Ánh mắt của nàng nổi lên một tia phức tạp, nhưng vô luận như thế nào, vậy cũng là ngươi nha chỉ bất quá quá khứ và tương lai thôi nữ tử lần nữa hì hì nở nụ cười cho ngươi lấy một thí dụ nói thí dụ như hôm qua ngươi hay không còn là hôm nay ngươi đương nhiên là vậy thì đúng rồi nữ tử nhón chân lên vỗ một cái đường vũ bả vai lão đệ nha nói như vậy ngươi liền hiểu đi cho nên ngươi cần gì phải còn cố chấp quá khứ và tương lai đây ngược lại đều là ngươi đường vũ nhìn nữ tử liếc mắt không nghĩ tới như ngươi vậy ngốc nghếch nhân còn có thể nói ra lời như vậy tới nữ tử trợn mắt ngươi nói ta ngốc nghếch vô tình hay cố ý hướng nữ tử cao ngất nơi nhìn một cái cổ nhân nói không phải ta nói nhất thời nữ tử liền biết đường vũ lời này là có ý gì nàng cười hắc hắc mài tiểu hổ răng lão đệ nha ngươi có phải hay không là có chút ngứa da nếu như là ngươi liền nói Ta bảo đảm thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Đùa, đùa. Đường vũ vội vàng lui về phía sau, khoát tay ly lịa. Hắn có thể không muốn ăn đòn. Đường vũ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần mình ở đắc ý, cái này cô nàng tuyệt đối dám gọt chính mình. Căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nguyên tắc. Hắn nhịn. Nữ tử hì hì nở nụ cười, vừa nói vừa hướng đường vũ vung quả đấm nhỏ, lão đệ nha. Sau này cùng tỷ có chút lễ phép ngươi cùng tỉ đánh ngươi nhưng mà cái bộ dáng này thế nào cũng không nhìn ra tàn bạo ngược lại còn có một chút dễ thương ở một bên đường vũ ngồi xuống không biết rõ tại sao hắn có một loại xuất phát từ nội tâm mệt mỏi nữ tử tự nhiên nhìn thấu đường vũ thần sắc mệt mỏi nàng đi tới đưa ra tay nhỏ đè ở đường vũ trên đầu ngươi làm nhất thời đường vũ giật mình một cái nhìn ngươi mệt mỏi ta cho ngươi xoa bóp nha Nữ tử nói. Tạm biệt. Đường vũ đề phòng nói. Đối với này cái nữ tử, hắn cảm giác có chút sợ hãi. Nhìn như một bộ người hiền lành đáng vẻ, trên thực tế quỷ kế đa đoan. Tin tưởng ta. Nữ tử nói, tay nghề ta rất tốt. Đường vũ vừa muốn lên tiếng phản bác, một cổ nhu hòa lực lượng từ đầu ngón tay nàng đánh tới, để cho hắn thần hồn cũng khẽ rung lên, ngay sau đó cảm thấy vô cùng dễ dàng ta thì nói ta tay nghề rất tốt. Nữ tử cười hì hì. Đường vũ nhắm đến con mắt, từng trận mệt mỏi đánh tới, nhưng càng có một loại không khỏi dễ dàng cảm giác. Trong lúc vô tình, cả người hắn buông lỏng xuống, sau đó một chút xíu đã ngủ. Trong lúc hắn còn trong giấc mộng. Trong mộng cũng là vô cùng ấm áp, tự hồ thân ở mẫu thân trong ngực như thế cảm giác. Không biết rõ qua bao lâu, đường vũ trợn mở con mắt cái kia nữ tử an vị ở cách đó không xa trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa bắp chân tỉnh ngủ nữ tử cười hì hì rất thoải mái chứ lúc này đường vũ mới phát hiện cả người quả thật có một loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác loại cảm giác này hắn rất lâu cũng chưa từng có rồi đa tạ đường vũ nhìn nữ tử nói nữ tử từ trên xích đu nhảy xuống đi tới trước mặt đường vũ con mắt lớn nhìn hắn cho đường vũ chỉnh cả người không được tự nhiên ngươi muốn làm nữ tử thở dài về phần ngươi như vậy phòng bị ta đây cái một cái thiên chân thả ái tiểu nữ tử sao vừa nói nàng phốc suy cười ra tiếng được rồi không đùa ngươi đường vũ ngạc nhiên nhìn này cái nữ tử nữ tử thở dài một cái không phá nổi ngươi chấp niệm đường vũ hơi sững sờ ý gì ngươi tự mình chấp niệm đi cho tới bây giờ Ta không cách nào đánh vỡ nội tâm của ngươi chấp niệm." Nữ tử giang tay ra. Nàng muốn dùng loại biện pháp này đánh vỡ Đường Vũ chấp niệm, chỉ là đáng tiếc, nàng không cách nào hoàn toàn dung nhập vào nội tâm của Đường Vũ. Rầm rầm rầm. Tự mình nói đột nhiên run rẩy, vô số xa lạ không thuộc về pháp tắc phơi bày. Tự mình đạo giao đang dệt đủ loại vết tích. Đường Vũ đứng ngơ ngác, nhìn tự mình nói trở quẻ. Ầm. Uhm tự mình nói phản phất cùng cửu dạ hoa hòa làm một thể phát ra tiếng nổ âm không ngừng vang trở lại ầm uhm. đường vũ trong lúc bất chợt yên tĩnh lại hắn ôm đầu hắc hắc cuồng tiếu mắt cười lệ cũng chảy ra chỉ cảm thấy não hải nổ ầm không ngừng vô số đã qua thời gian đang hiện ra chỉ là ánh mắt của đường vũ đặc biệt thanh minh hắn phẫn nộ gầm thét cũng cút cho ta ầm uhm. một tiếng hoai nổ ầm trong thiên địa, vang vọng vạn cổ. Vô số không gian phản phất cũng vào giờ khắc này vỡ nát. Nữ tử thở dài một cái, nàng đi tới, sờ một cái đường vũ đầu, được rồi, sẽ không ở đau khổ, đều đi qua. Đường vũ rộng rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng, hai mắt đầy máu, hắn ôm đầu, phản phất lâm vào không cách nào thanh tĩnh trong giấc mộng, đi qua. Đường vũ mờ mịt nỉ non, nhưng mà hai chữ này, phản phất từ hắn cổ họng chỗ sâu nhất nặng đi ra như thế, không có đi qua, ta sẽ trở lại quá khứ. Ầm. Uhm. Vô số pháp tắc thanh âm hóa thành thuần túy nhất sợi tơ, hình như là sắc bén nhất vũ khí, kèm theo hắn nôn rống, vang vọng đất trời gian. Hừ. Nữ tử trên khẽ một tiếng, nàng lui về sau hai bước, ở nàng giữa ngón tay, một giọt máu chậm chạp buông xuống. Nữ tử sắc mặt có chút trắng bệt đi, dùng sức trung lên, đưa ngón tay huyết đạp xuống xuống nàng đem lưu huyết thủ chỉ đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng hút ăn hai cái, ngược lại thấy được ngón tay của mình huyết dịch như cũ không nhanh không chậm chảy xuôi. Nữ tử thần sắc hơi ngẩn ra, ngay sau đó nàng nở nụ cười, cửu dạ hoa lực lượng. Nàng nhìn đường vũ. ầm uhm. Giờ phút này đường vũ phản phất cái gì cũng không cảm giác được. Tân sinh khí tức, chôn cất diệt vết tích. Ở hắn trong đầu tạo thành một bức họa bức tranh này quỷ dị đóng dấu ở tự mình nói chung đó là vô số đã qua thời gian là chết đi nhân vết tích ầm uhm, một đóa quỷ dị hoa hiện lên trong đó lại tỏa ra đường vũ bóng người ông đóa hoa này quỷ dị xoay tròn nữ tử sững sờ ngay sau đó nóng nảy nói ta sai lầm rồi cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ ầm uhm, một bàn tay bóp ở rồi cổ nàng bên trên nữ tử bất kỳ ngăn cản cũng không có, nàng chỉ là giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng, tư thái, ta sai lầm rồi. Nàng biết trứ chủy, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, nhưng gia sai lầm rồi, không lộn xộn, có được hay không, cầu tha thứ. ầm uhm. Cái tay kia bàn tay phía sau, ánh chiếu ra một đôi lạnh lùng con mắt. Đường vũ mặt không chút thay đổi nhìn nàng, ta không thích như vậy. Hai tay nữ tử dơ lên thật cao, ta sai lầm rồi, ta bảo đảm sẽ không như vậy rồi cái tay kia liền bóp ở rồi nàng cổ họng nơi nữ tử thần hồn căn nguyên cũng đều bị giam cầm ở chỗ này chỉ cần cái bàn tay kia dùng sức liền có thể nghiền nát hết thảy nữ tử cảm thấy tử vong sợ hãi nhưng hắn cũng biết rõ trước mặt đường vũ không phải đường vũ hắn nha nữ tử thở dài một cái ánh mắt mang theo vẻ thương hại ngược lại nàng khẽ nở nụ cười ngươi sẽ không giết ta Nàng đón cái bàn tay kia về phía trước, cái bàn tay kia ngay tại nàng cổ họng nơi. Cường đại pháp lực cầm giữ hết thảy. Hắn có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát nàng. Nữ tử chậm rãi về phía trước, đường vũ cũng đang không ngừng lui về phía sau. Nữ tử một nắm chặt tay hắn, đường vũ ngẩn ra, não hải tự hồ có vô số hình ảnh lóe lên mà qua, nhưng lại không rõ. Nữ tử đưa hắn để tay ở ngực, nàng si ngốc nhìn đường vũ, một giọt nước mắt chảy xuống, Nàng khẽ nở nụ cười, ngươi muốn giết ta sao? Tay chỉ cảm giác được tim đập. Như vậy vang vang có lực thanh âm. Tràn đầy hy vọng cùng bất khuất. Đường vũ ngẩn ra, trời xuôi đất khiến nói, Linh Nhi. Nữ tử đột nhiên cười, nàng chảy nước mắt, ngươi nhớ ta, cũng nhớ lại tên ta sao? Ta là Linh Nhi nha. Phản phất chỉ là trị trong nháy mắt, đường vũ trong lúc bất chợt thẳng tắp ngửa về sau tới, ngã trên đất. Linh Nhi thần sắc khẩn trương, vội vàng dò xét một phen. Phát hiện cửu dạ hoa hai cổ bất đồng âm dương sinh tử lực, giờ phút này lại không khỏi xoay tròn. Hóa thành một cái thật lớn thái cực đồ. Mà cửu dạ hoa chính là thái cực đồ trung tâm, đóa hoa nhất khắc nhất bạch, chính là nhất âm nhất dương lúc ban đầu lúc đầu. Oanh! Vắng lặng khí tức như có như không lan tràn, phản phất thiên địa sơ khai tuyên cổ mênh mông. Cùng lúc đó tọa lạc tại rồi thời gian cửu dạ hoa bên trên cái kia nói, tự hồ đang vô hình trung một chút xíu lớn mạnh. Xảy ra chuyện gì? khuyên nhi trong lúc bất chợt xuất hiện ở tự mình đạo nội, thần sắc nóng nảy, nhưng mà lại mặt mũi bất thiện nhìn Linh Nhi. Linh Nhi thở dài một cái, nếu như hắn không có ở đây làm đột phá, hắn đã không chịu nổi cửu dạ hoa lực lượng. Đây cũng là các nàng nói cho đường vũ, để cho đường vũ đi tự mình đột phá nguyên nhân. Vâng, cửu dạ hoa đột phá có thể kéo theo đường vũ cũng tiến hành đột phá nhưng này như vậy cứ thế mãi đi xuống thân thể của hắn căn bản là không có cách thừa tái cửu dạ hoa toàn bộ lực lượng nếu như từ đầu đến cuối đều như vậy như vậy đường vũ kết quả cuối cùng cũng sẽ bị cửu dạ hoa âm dương chi lực thật sự đồng hóa bị cửu dạ hoa cắn nuốt nghe vậy huyên nhi lông mày kẻ đen hơi nhíu lại hắn chịu đựng đã là cực hạn không thể đang để cho thời gian cửu dạ hoa lớn lên được áp chế nó lực lượng. Cái này ta cũng biết rõ. Linh Nhi tức giận nói, Ngươi nói đơn giản, nhưng như thế nào áp chế cửu dạ hoa lực lượng? Người này để cho cửu dạ hoa cắn nuốt quá nhiều thiên tài địa bảo, liều lĩnh muốn cửu dạ hoa nở rộ, dùng cái này tới tăng cường chính mình tu vi, nào ngờ, tiếp tục như vậy, hắn sẽ không chịu nổi. Nàng nhìn đường vũ thở dài một cái, không chiêu. Ngươi hữu chiêu sao? Chế trụ thời gian cửu dạ hoa lực lượng là không có khả năng. Hai nàng ai đều làm không được đến. Phản phất là tuyên cổ rất xưa một giấc mộng. Đường vũ thấy được vô số mơ hồ hình ảnh. Là đang ở hắn ở chinh chiến. Hắn đi một mình cực xa. Vũ trụ biên hoang chỗ, tràn đầy vô tận vắng lặng. Từng cái chết trận nhân, bể gãy binh khí. Chỉ có một mình hắn ở đó phương vắng lặng bên trong cầm trong tay đoạn đao cô độc đi về phía trước cuối cùng hắn thấy được một mảnh nước sơn hắc hải. Nước biển lan lộn kinh đào hải lãng, từng cổ một khí tức kinh khủng ở lan tràn. Trên biển khơi trôi giạc vô số thi thể. Quanh. Đường vũ đột nhiên ngồi dậy, hắn khẽ nói một tiếng. Chỉ cảm giác mình thần hồn một trận kim châm đau đớn đánh tới, ngay cả căn nguyên cũng xuất hiện ti ti vết trách. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường vũ có chút kỳ quái, thật giống như đại chiến sau thương thế, nghiêm trọng như vậy. Tỉnh, tỉnh. Linh Nhi vội vàng hướng đường vũ nhìn lại, lo âu hỏi thăm, không có sao chứ. Có thể hay không mở tiệc nhỉ? Nếu như mở tiệc, ta muốn ăn đại cua chỏ. Đường vũ có chút hoảng hốt hướng nàng nhìn lại, có loại ở trong mộng mới tỉnh như vậy cảm giác ta đây là thế nào? Thời gian cửu dạ hoa sinh cơ khí thế bên mông lan tràn tới, tại hắn thần hồn bên trong du tẩu, chậm chạp tư dưỡng hắn thần hồn. Cửu dạ hoa lực lượng trắng trả. Linh Nhi tức giận nói, đây chính là để cho cửu dạ hoa kéo theo ngươi sau khi đột phá quả, bị cắn trả đi, đáng đời. Có ý gì? Đường Vũ không hiểu hỏi dò. Chính là bây giờ ngươi đã không chịu nổi cửu dạ hoa lực lượng. Hiểu chưa? Linh Nhi hừ một tiếng, cho nên ở ngươi còn không có đang làm đột phá trước, ngươi tốt nhất áp chế cửu dạ hoa lực lượng, kia sợ sẽ là đại chiến thời điểm cũng tận lực thiếu vận dụng cửu dạ hoa lực lượng, nếu như một khi vận dụng, vạn nhất bị cắn trả. Như vậy hậu quả ngươi là biết rõ. Không chịu nổi cửu dạ hoa lực lượng. Đường vũ có chút mộng bức. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền hiểu rõ ra. Từ đầu đến cuối đều là cửu dạ hoa ở kéo theo chính mình đột phá, mà không phải mình kéo theo cửu dạ hoa lớn lên. Thứ tự đã không đúng. Cho nên nói ở cửu dạ hoa lớn lên kéo theo bên dưới, hắn quả thật đột phá. Nhưng cửu dạ hoa lực lượng càng thêm cường đại cho nên mới không chịu nổi cửu dạ hoa lực lượng đưa đến như thử hậu quả thì ra là như vậy nha đường vũ thở dài một cái xem ra còn phải nghĩ biện pháp chính mình đột phá đây mới là chủ yếu không thể quá nhiều dựa vào cửu dạ hoa lực lượng bất quá như đã nói qua gần đây hắn quả thật quá nhiều dựa vào tự mình nói cùng cửu dạ hoa rồi tật xấu này không được được đổi vô luận là tự mình nói hay lại là cửu dạ hoa mặc dù cùng mình cùng làm một thể, có thể kia tất lại không phải mình bản thân lực lượng. Ta biết, xem ra sau này thật thiếu vận dụng cửu dạ hoa lực lượng. Đường vũ xoa xoa đầu. Thương thế ở cửu dạ hoa bàn bạc sinh mệnh khí tức bên dưới, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đường vũ lại sợ. Nếu như đại chiến thời điểm, đột nhiên bị cắn trả, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng nha. Hừ hừ, ngươi biết rõ liền có thể nữ tử mài răng hừ hừ rồi hai tiếng nàng nhìn đường vũ ánh mắt dâng lên hàng một tia phức tạp há miệng tự hồ muốn nói điều gì ta không chơi với ngươi nữa đi nha linh nhi nói xong trực tiếp ngay tại tự mình đạo nội biến mất đường vũ ở tự mình đạo nội hồi lâu cũng lui ra ngoài hắn ẩn núp trong bóng tối mắt nhìn xuống nguyên thủy nơi hết thảy từ trong hắn cảm giác được có cường đại khí tức trôi lơ lửng không nghi ngờ chút nào đó là một cái lão bất tử cho dù cách nhau rất xa đường vũ cũng có thể cảm giác kia làm cho mình sợ hãi uy thế kim bằng mang theo tương phi yến phản trở lại ngự tộc toàn bộ ngự tộc bây giờ đối đãi thái độ của kim bằng so với trước đây hoàn toàn là thiên địa khác biệt bây giờ kim bằng lại trở thành lân tộc tộc trưởng để cho quá nhiều người ngoài dự liệu tiểu tử này âm thầm thật có thể đủ ẩn nhẫn cũng để cho một số người cảm thấy đáng sợ dù sao người như vậy quả thật rất đáng sợ kim bằng cũng không có ở ngự tộc dừng lại quá nhiều chỉ là ăn một bữa cơm liền đi nhưng là như có như không lời nói của hắn rất rõ ràng chính là yến nhi có bất kỳ yêu cầu hắn cũng có thỏa mãn ngự tộc nhân tự nhiên biết kim bằng đây là tới vì tương phi yến đứng vùng tới muốn để cho tương phi yến leo lên ngự tộc chức tộc trưởng mọi người mặc dù tâm có bất mãn cũng chỉ có thể làm bộ như không có nghe được ha ha cười sau đó đem kim bằng đưa ra ngoài cửa tam trưởng lão chẳng nhẽ chúng ta thật nếu để cho tương phi yến trở thành tộc trưởng sao tứ trưởng lão nói tam trưởng lão thở dài một cái nàng nha là một cái nữ tử hơn nữa cùng kim bằng còn có này hôn nhân nếu như vậy nhân thật trở thành tộc trưởng sẽ có hậu quả gì không đây ha ha còn nữa ngươi bởi vì nàng có năng lực quản lý cốt ngự tộc sao Tương Phi Yến thực ra không có bất kỳ năng lực. Nếu như nói nàng năng lực, như vậy thì là sinh hoạt hỗn loạn đi. Dù sao một điểm này, ở toàn bộ nguyên thủy nơi đều là mọi người đều biết sự tình. Nếu như vậy nhân cũng làm rồi tộc trưởng, như vậy bọn họ ngự tộc thậm chí cũng có thể trở thành một cái trò cười. Tứ trưởng lão thở dài một cái, nói là nha. Tương Phi Yến là không có năng lực tiếp nhận ngự tộc. Hắn nhìn Tam trưởng lão nói, như vậy lấy tam ca thấy ai có tư cách đảm nhiệm chức tộc trưởng đây ha ha ta không biết rõ ta bất quá chỉ là một trưởng lão không muốn nhúng tay những chuyện này tam trưởng lão nói xong xoay người rời đi mà tứ trưởng lão nhìn bóng lưng của hắn lại nhỏ khẽ hít một lần mắt ở tâm lý thầm mắng một tiếng lão hồ ly trở về lân tộc kim bằng bắt đầu an bài một ít chuyện không nghi ngờ chút nào cũng là vì hai ngày nữa hắn tộc viếng thăm mà làm chuẩn bị sắp xếp xong xuôi hết thảy ngay tại kim bằng vừa mới trở về phòng thời điểm hắn hơi sững sờ ngược lại vội vàng thi lễ tham kiến tiền bối vốn là hắn còn muốn đi tìm đường vũ đây hy vọng ở hai ngày sau các tộc gặp nhau thời điểm đường vũ có thể xuất hiện dùng cái này tới mượn thực lực của hắn tăng lên lân tộc bi danh đi ngự tộc rồi hả đường vũ trực tiếp hỏi dò đi hơn nữa ta đã minh xác thái độ tương ngộ giúp tương phi yến bất quá nhìn ngự tộc đợi một tất cả trưởng lão thậm chí còn cung phụng ý tứ bọn họ không có người nào ủng hộ tương phi yến kim bằng nở nụ cười thực ra như vậy cũng là có thể lý giải dù sao tương phi yến bản thân liền không có gì năng lực hơn nữa còn là một cái thân con gái người như vậy muốn làm bên trên tộc trưởng làm sao có thể chứ kia sợ sẽ là có ta tương trợ mặc dù ta danh nghĩa là tương phi yến vị hôn phu nhưng dù sao ta là ngoại tộc người quá nhiều trọng nhúng tay hắn tộc chuyện cũng là không tốt. Dừng một chút, Kim Bằng tiếp tục nói, hơn nửa ngự tộc người lão tổ kia từ đầu đến cuối đều tại sống động, ta nhìn ra, ngự tộc chúng nhân cũng là cũng ở sau lưng có mỗi người mưu đồ, chỉ là bởi vì lão tổ vẫn còn, cho nên cũng không dám làm ra quá mức sự tình tới. Khi lấy người thấy Tương Phi Yến muốn làm bên trên ngự tộc tộc trưởng không phải dễ dàng như vậy. Đường Vũ nói, đúng tiền bối, nhưng vì căn bản không có người nào chống đỡ tương phi yến cái này thật đúng là là một cái vấn đề đường vũ nhỏ khẽ hít một lần mắt thực ra hắn quả thật hy vọng tương phi yến có thể thực sự trở thành ngự tộc tộc trưởng khi đó hắn ở sau lưng khống chế ngự tộc lân tộc hết thảy đương nhiên đối với ngự tộc đường vũ cũng không dám nhúng tay quá nhiều dù sao vị kia lão bất tử vẫn còn ở đó này chính là một cái vấn đề Hướng đường vũ âm thầm nhìn một cái, Kim Bằng hỏi dò, tiền bối có thể là muốn lợi dụng tương phi yến làm những gì sao? Cái này tự nhiên có ta an bài. Đường vũ từ tốn nói. Nhất thời Kim Bằng cúi đầu, không dám ở hỏi. Bởi vì ngay tại ánh mắt của đường vũ quét nhìn bên dưới, Kim Bằng cảm thấy khí tức tử vong. Để cho hắn thần hồn cũng nhịn không được rung đến. Thoáng yên lặng, Kim Bằng mới lên tiếng, tiền bối, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng không phải là hai ngày sau chủng tộc viếng thăm ngươi cần ta ra mặt tới chấn nhiếp bọn họ một phen sao đường vũ lạnh lùng nói vãn bối đúng là cái ý này tin tưởng tiền bối cũng nhìn ra chủng tộc tới đây đều có chính mình mục đích cho nên vãn bối không dám xem thường thiếu lơ là thậm chí để cho lân tộc đều sẽ có đến tai họa ngập đầu nếu không vãn bối không dám phiền toái tiền bối kim bằng cung kính nói này không coi vào đâu Đường Vũ nhẹ nhàng nói, ta đáp ứng ngươi, đến thời điểm ta sẽ ra mặt. Đa tạ tiền bối. Kim bằng vội vàng nói tạ. Mà đường Vũ nghĩ là, các tộc cũng người vừa tới. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết đây. Như vậy các tộc cũng sẽ đem sổ nợ này đoán ở lân tộc trên đầu. Mà đường vũ hoàn toàn có thể đứng ở lân tộc này một mặt. Sau đó cùng hắn tộc đại chiến. Chỉ cần những thứ kia lão bất tử không ra, đường vũ có lòng tin tuyệt đối, hắn có thể mang toàn bộ nguyên thủy nơi làm long trời lỡ đất. Ở một cái, lân tộc cũng có một cái lão bất tử. Nếu quả thật đến lân tộc diệt tộc thời khắc, không tin cái kia lão bất tử còn không ra. Này rõ ràng là không có khả năng. Dù sao ai cũng không thể trơ mắt nhìn mình hậu thế bị tàn sát hầu như không còn. Hai ngày sau, toàn bộ lân tộc dăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Trình tộc tam trưởng lão đến. Nghiêm tộc đại trưởng lão đến. Bằng tộc cung phụng đến. Kim bằng cùng mọi người chắp tay hàng huyên. Bây giờ Kim bằng thật có một ít tộc trưởng phong độ cùng kiêu ngạo. Nói chuyện cũng đúng mực. kia sợ sẽ là trong lúc có người nói chuyện có gai, cũng bị Kim bằng không nhanh không chậm hóa giải. Người này quả nhiên không đơn giản. Đây là trong mọi người trong đầu nghĩ pháp. Tới đây đều là một ít tiểu tộc người. Tỷ như 10 đại chủng tộc, lại không có bất cứ người nào tới tương đối cùng bọn chúng mà nói tiểu tiểu một cái lân tộc tự nhiên không đáng giá bọn họ chú ý năm đó ta thì nhìn tiểu tử ngươi tuyệt không phải vật trong ao nha trình tộc trưởng lão vỗ kim bằng bả vai khẽ cười trưởng lão khen kim bằng còn nhỏ đảm đương không nổi trưởng lão khen ngợi mặc dù kim bằng làm vẫy tộc tộc trưởng mà dù sao tuổi còn nhỏ quá hy vọng các vị tiền bối trưởng lão có thể chiếu cố nhiều hơn kim bằng đùa tự như vừa nói được rồi được rồi ha ha giết cha người lại thành tộc trưởng ha ha một đạo không hòa hại thanh âm trong lúc bất chợt từ cửa truyền tới ngay sau đó một người vóc dáng gầy gò chi nhân đi vào ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn có chút tà ác để cho người ta có một loại rất cảm giác không thoải mái thấy kim bằng sắc mặt hơi đổi một chút có thể vẫn là nói nguyên lai là thái tộc cửu trưởng lão nha mau mời mau mời, không thể đi ra ngoài viễn nên, xin hãy tha lỗi. Ha ha! Nhớ không lâu trước đây khi thấy ngươi sau khi, khi đó ngươi chính là một cái nắm khóa tử đệ, chặt chặt, thật đúng là không ngờ nha. Không nghĩ tới lại có thể như thế ẩn nhẫn, bội phục, bội phục. Thái tộc lời của cửu trưởng lão giọng mang gai. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không nói gì. Khóe miệng của kim bằng nổi lên một nụ cười châm biếm, đúng nha, không lâu trước đây, ta nhìn thấy trưởng lão sợ rằng được không lưng quỵ gối, không nghĩ tới ta lại có thể cùng chư vị ngồi ngang hàng. Hừ, xa cách nghĩ đến ngươi là cái gì tộc trưởng, chúng ta liền sợ hãi ngươi. Ngồi ngang hàng. Ha ha, lúc ấy ta còn nhớ ngươi thấy ta thời điểm, kêu ta thúc thúc chứ. Thái tộc trưởng lão không tha thứ nói. Cái này tự nhiên, ngài thân là thái tộc nhiều năm trưởng lão, kia sợ sẽ là ta đã là tộc trưởng có thể ngài tuổi tác lớn hơn ta gọi ngươi một tiếng thúc thúc cũng không có gì không đúng kim bằng không nhanh không chậm nói thái tộc trưởng lão thần sắc càng phát ra băng lạnh xuống hắn hừ một tiếng đúng nha ngươi không nói ta đều quên ngươi lại nhưng đã trở thành tộc trưởng thật là làm cho chúng ta bất ngờ nha ha ha kim thiểu diêm quả nhiên dưỡng một cái đứa con trai tốt bội phục bội phục kim bằng sắc mặt có chút khó coi có thể ngược lại khẽ nở nụ cười có thể do hiện tại vị quả thật may mà cha của ta nếu như không phải kim thiểu diêm lần lượt không nhìn hắn kim bằng làm sao có thể sẽ có địa vị hôm nay đây làm có một ngày thật đặt chân đỉnh núi càng hẳn cảm tạ là những thứ kia xem thường người một nhà đối với kim bằng mà nói hắn chính là như vậy mọi người làm sao có thể không biết bạch kim bằng ý tứ giữa lời nói đây có chút không khỏi thở dài một cái kim thiểu diêm khổ cực bồi dưỡng hài tử lại không bằng cái này bị hắn từ đầu chí cuối liền không nhìn xem thường hài tử mọi người mau mời mau mời đại trưởng lão nhìn thấu bầu không khí có chút không đúng vội vàng chào hỏi mọi người theo mọi người đi vào trong đại điện chỉ thấy ở đại điện chủ chỗ ngồi đã ngồi một người quanh người hắn bao phủ hỗn độn khí hơi thở không cách nào thấy rõ cụ thể bộ dáng mọi người toàn bộ đều nhìn về kim bằng ánh mắt mang theo hỏi theo lý mà nói kim bằng đã thân là rồi lân tộc tộc trưởng bọn họ chính là vì chuyện này mà tới chủ vị chuyện đương nhiên là kim bằng có thể người này lại ngồi ở chủ vị này cũng không khỏi để cho một số người bắt đầu nhiều nghĩ tới muốn biết rõ kim bằng trong lúc bất chợt trở thành lân tộc tộc trưởng thật sự là quá mức đột nhiên càng đáng sợ hơn là kim thiểu diêm lại chết lấy kim thiểu diêm tu vi không thể nào chết ở kim bằng trên tay cho nên khi đó bọn họ liền đã hoài nghi ở kim bằng phía sau có phải hay không là có người nào đang xuất thủ. Bây giờ thấy được Đường Vũ, một số người không khỏi xác nhận suy đoán của mình. Xem ra vị này rất có thể chính là kim bằng phía sau người kia. Quanh thân bao phủ hỗn độn khí hơi thở. Tùy ý mọi người như thế nào vận chuyển pháp lực, cũng không cách nào thấy cái nhân dạng này tử. Vị tiền bối này chính là tộc ta khách khanh, chỉ là từ đầu đến cuối cũng ở trong hư vô du lịch đến vừa mới trở về không lâu kim bằng cười đối mọi người giải thích nếu quả thật tin kim bằng lời nói bọn họ chính là ngốc tất cả mọi người tại nội tâm lẩm bẩm một câu khách khanh khách khanh lại ngồi ở chủ vị thái tộc trưởng lão hanh một cái âm thanh giọng mang theo một ít cười nhạo thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nha đường vũ nhìn người này liếc mắt sau đó đứng dậy làm được nơi khác dầu gì cũng là kim bằng sân nhà ít nhiều gì cũng hẳn cho hắn một ít mặt mũi. Kim Bằng có chút cảm kích nhìn đường vũ liếc mắt, ngay sau đó đối mọi người giải thích nói, ở ta lân tộc, không có nhiều như vậy ngỗng ngang quy củ, hơn nữa vị tiền bối này thân phận phi phàm. Đối với người lân tộc ta hiểu khá sâu, có thể lại không biết rõ lúc nào lại có này vị khách khanh. Thái tộc trưởng lão cười lạnh nói, mặc dù trưởng lão đối với tộc ta có chút hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không là hiểu toàn diện vị tiền bối này từ đầu đến cuối đều tại hư vô du lịch sau đó không lâu mới trở về trưởng lão không biết rõ cũng là chuyện đương nhiên kim bằng cười nói mọi người nhanh nhập tọa đi tất cả mọi người rối rít ngồi xuống giữa lẫn nhau cười nói nhìn một mảnh hòa hợp nhưng mà giữa lẫn nhau lại ngôn ngữ giao phong không nghĩ tới tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng làm thành tộc trưởng thật là làm cho chúng ta không ngờ nha cùng ngươi vừa so sánh với chúng ta cảm giác thật là già rồi trình tộc trưởng lão than thở một tiếng lời này nhìn như nói là bọn hắn già rồi trên thực tế ở lấy chính mình bối phận cùng tuổi tác đè người ha ha đâu có đâu có chúng ta vạn cổ trường tồn tại sao lão cùng không già nha kim bằng cười nói bất quá nói đến tuổi tác chưa vị quả thật so với ta kim bằng lớn quá nhiều kim bằng ngắn hạn rồi một ly rượu nói một ly này là vãn bối kính đặc biệt tiền bối nghiêm tộc trưởng lão đứng lên như thế nào xứng đáng tộc trưởng ly rượu này đây kim bằng chỉ là cười một tiếng không nói gì ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trong lúc tất cả mọi người cười nói bầu không khí hòa hợp nhưng mà mọi người ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng đường vũ nhìn người này tuyệt đối không phải lân tộc người rốt cuộc là người nào đây xem ra cần phải báo lên tộc trưởng để cho tộc trưởng điều tra một phen sau một hồi mọi người tản đi. Kim Bằng thở dài một cái. Ngôn ngữ giao phong cũng để cho hắn mệt mỏi quá sức. Trong lúc càng là vô tình hay cố ý hỏi dò lão tổ tin tức. Bất quá cũng lấy lão tổ ở bế quan tu luyện, lấy lệ tới. Kim Bằng âm thầm nở nụ cười lạnh. Ta muốn đi giết người rồi. Đường Vũ nhìn Kim Bằng liếc mắt nói. Kim Bằng ngẩn ra, không có nói gì. Bởi vì hắn cũng không ngăn cản được Đường Vũ. Nếu như lân tộc gặp nạn, ta sẽ xuất thủ. Đường Vũ nói. Đa tạ tiền bối. Kim bằng có chút thi lễ. Chờ đến hắn lúc ngẩng đầu sau khi, đường Vũ đã biến mất không thấy. Hướng thái tộc trưởng lão đuổi theo. Ông ông ông. Thái tộc trưởng lão trong lúc bất chợt bữa ở ngay tại chỗ. Chỉ cảm thấy bốn phía gian phản phất cũng nhăn nhó. Phản phất chỉ có hắn bản thân một người cô độc đặt mình trong ở mịt mờ trong thiên địa ông 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 trước mắt có tuyết trắng bồng bềnh xuống dám hỏi là người phương nào xin hiện thân gặp mặt thái tộc trưởng lão nói hắn trong con mắt tràn đầy cảnh giác người này đối với không gian pháp tắc vận dụng đã đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ đường vũ bóng người ngay tại trước mắt hắn thái tộc trưởng lão ngẩn ra là kim bằng cho ngươi tới cho ngươi tới giết ta hắn thế nào cũng không nghĩ tới Bất quá chỉ là châm chọc Kim Bằng mấy câu, Kim Bằng lại thực có can đảm để cho người ta tới giết hắn. Muốn biết rõ một khi hắn chết đi tin tức truyền tới thái tộc, như vậy thái tộc tất nhiên sẽ tìm tới lân tộc. Chẳng nhẽ bọn họ lân tộc đã làm xong cùng thái tộc khai chiến chuẩn bị. Nhìn đường vũ, nội tâm của hắn nổi lên một tia hiểu ra. Đúng rồi, có như vậy nhân vật mạnh mẽ, dù là liền thật cùng thái tộc khai chiến, bọn họ lân tộc cũng là không sợ hắn có thể đủ ra lệnh cho ta. Đường Vũ nở nụ cười. Sở dĩ tìm tới người này là bởi vì hắn siêu cấp không thích người này ánh mắt, chỉ đơn giản như vậy. Thái tộc trưởng lão ngẩn ra, ngược lại hiểu rõ ra tiền bối rốt cuộc là người nào. Hắn hướng bốn phía nhìn một cái, âm thầm súc lực, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Bất quá hắn biết rõ cái tỷ lệ này không lớn, người trước mặt này quá đáng sợ. Chỉ sợ sẽ là tộc trưởng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ông ông ong cảnh tượng xung quanh trong lúc bất chợt biến đổi vốn là tung bay tuyết trắng giờ phút này hóa thành mưa đá đánh rớt xuống quanh còn không chờ thái tộc người trưởng lão này phản ứng kịp đây trước mặt một cái mưa đá đột nhiên hóa thành đường vũ bóng người trực tiếp một quyền đánh tới đem vị này thái tộc trưởng lão trực tiếp đánh nghiền nát đây chỉ là bước đầu tiên đường vũ nỉ non một cái câu một khi tin tức truyền về thái tộc bọn họ tuyệt đối sẽ đem món nợ này đoán ở lân tộc trên đầu mà đường vũ thật sự làm là được tương trợ lân tộc để cho hai tộc khai chiến sau đó một chút xíu hắn sẽ làm cho cả nguyên thủy nơi hoàn toàn loạn đứng lên đương nhiên nếu như có lão quái vật xuất thủ như vậy thì chớ bàn những thứ khác đối với những thứ kia lão quái vật cái gì đường vũ từ đầu đến cuối cũng vô cùng e dè có lẽ hắn bây giờ thực lực đã rất mạnh rất mạnh rồi có thể cùng những thứ kia lão quái vật so sánh như cũ còn cái gì cũng không phải bây giờ hắn đã không thể hy vọng nào cửu dạ hoa nở rộ tới kéo theo chính mình đột phá chỉ có nghĩ biện pháp tất chính mình đột phá làm cho mình đi kéo theo thời gian cửu dạ hoa lớn lên có thể đường vũ bây giờ tu vi muốn đang làm đột phá nói dễ vậy sao đường vũ thở dài một cái càng phát ra cảm thấy tâm loạn như ma thậm chí hắn đều hận không được cùng hát ám lão tổ đại chiến một trận bất kể thắng bại cứ như vậy cùng lắm thì chết thôi nhưng mà này bất quá chỉ là suy nghĩ một chút làm sao có thể làm như vậy đây đường vũ biết rõ mình gánh chịu quá nhiều người hy vọng cùng kỳ vọng hắn là quá khứ những thứ kia điêu linh trong năm tháng nhân hy vọng là huyên nhi đám người kỳ vọng tại sao có thể bởi vì chính mình nhất thời xung động cứ như vậy không muốn sống đây hắn tiến vào tự mình nói bên trong ai ngươi có ở đó hay không nhỉ hắn muốn muốn hỏi thăm một chút cái kia cô nàng có biện pháp nào hay không cái gì làm cho mình đột phá đương nhiên đường vũ cảm giác tỷ lệ không lớn nhưng dù sao phải thử một lần vạn nhất có biện pháp đâu ai cái kia ai đường vũ hô to một tiếng quanh phanh một quyền luân đi qua đánh đường vũ ở tự mình đạo nội bay ngược ra rồi rất xa ai ta nhưng là còn không chờ đường vũ nói xong đâu linh nhi trực tiếp cưỡi ở trên người đường vũ hướng về phía hắn lại là một trận tiểu pháo quyền sau một hồi linh nhi mới đứng dậy nàng hì hì cười một tiếng lấy hậu ký phải gọi tỷ nha đường vũ khóc không ra nước mắt có chút buồn bực ngồi dậy hắn tuổi thân nói ta cũng không biết rõ ngươi gọi cái gì để cho ta sao gọi. Kêu tỷ thì xong rồi. Con mắt của Linh Nhi chuyển một cái, ngươi hãy nghe cho kỹ, chị của ngươi ta tên là Linh Nhi, như thế nào đây? Em tai đi. Em tai, em tai. Đường Vũ không ngừng bận rộn gật đầu, hắn dám khó mà nói nghe sao? Gọi ngươi tỷ ta làm gì nhỉ? Nữ tử ông cụ non nói, có chuyện cứ nói, có thể làm chị của ngươi ta liền xử lý cho ngươi vậy ngươi đi đem nguyên thủy nơi những thứ kia lão bất tử giết chết đi đường vũ bật thốt lên lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận quả nhiên sắc mặt của linh nhi bất thiện hướng hắn nhìn lại đường vũ gấp bận rộn đổi lời nói chuyện đùa đùa đừng động thủ hấp tấp nói rốt cuộc là chuyện gì nữ tử tức giận hừ một tiếng có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta đột phá tốt nhất đột phá đến nguyên thủy nơi những thứ kia lão bất tử cái cảnh giới kia Đường Vũ nói. Linh Nhi nhìn hắn, ngươi muốn bị đánh đúng không? Không phải, ta là thật tâm hỏi, có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta đột phá? Đường Vũ nghiêm nghị mà bắt đầu. Không có. Dựa vào chính ngươi. Nữ tử tức giận nói, bằng không ngươi liền đem kia hai người cắn nuốt. Nàng nói là nam tử tóc trắng cùng thiên thương. Trừ lần đó ra đây. Đường Vũ hỏi dò ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng có thể làm được thật sao linh nhi tức giận nói ngược lại con mắt quay tiếp một vòng có phải hay không là có biện pháp đường vũ vội vàng hỏi thăm linh nhi nhẹ nhàng khụ một cái ngươi bao lâu không có buông tay chân ra đại chiến một phen rất lâu rồi đường vũ nói ngươi cũng biết rõ ta rất mạnh để cho ta ra tay toàn lực nhân tạm thời còn không có gặp phải khóe miệng của linh nhi có chút co quắp một cái ngược lại nở nụ cười, cười rất là sáng lạng, trên mặt trạo rực ra hai cái thật sâu má lúng đồng tiền, tốt lắm, hai ta đại chiến một trận, dùng cái này tới nghiệm chứng tu vi của ngươi, nhìn một chút có thể hay không cho ngươi lần nữa đột phá cái gì. Nhìn cái này cô nàng cười, đường vũ không khỏi có chút trung lên. Bất quá hắn quả thật cũng khát vọng một trận đại chiến. Cho nên thoáng hơi trầm ngâm, liền đáp ứng, được. Ta sẽ mở ra nhất phương đơn độc không gian, đủ có thể tiếp nhận được ta ngươi đại chiến uy thế còn không bị người ngoài phát giác nữ tử có chút hưng phấn lên thấy nàng cái bộ dáng này đường vũ có chút hối hận cho là mình có phải hay không là quá qua loa hắn có chút ngực nghi hỏi ngươi quả thật dùng cái này có thể làm cho ta tu vi tăng lên không có thể bảo đảm nhưng là đại chiến một trận đối với ngươi có tuyệt đối chỗ tốt huống chi ngươi không phải cũng nói sao rất lâu không có buông tay chân ra đại chiến một phen nữ tử ra vẻ thông thạo nói ngươi nói có đạo lý đường vũ gật đầu một cái nữ tử bóng người ở tự mình đạo nội dần dần không nhìn thấy lại đi bất quá một lát sau liền xuất hiện lần nữa nàng kéo đường vũ tay có chút không kịp chờ đợi nói đi đường vũ trước mắt chợt lóe tiến vào nhất phương quỷ dị không gian này phương không gian đẹp như vậy phía trên treo đầy tinh thần còn có này một vòng trăng tròn lên đỉnh đầu đạo khí tức tiến vào này phương bên trong không gian đường vũ trong hoảng hốt tự hồ cảm thấy đạo khí tức cũng không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác đến đây đi nữ tử hưng phấn nói tùy tiện xuất thủ không muốn giữ lại chút nào cho ta nhìn xem tu vi của ngươi có biết bao cường đại được nếu linh nhi nói như vậy đường vũ uy thế trực tiếp liền dâng lên hắn mới vừa phải ra tay. Một cái thanh tú quả đấm nhỏ, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, nặng nề đánh vào trên đầu hắn. Quanh! Đường vũ trực tiếp bay ngược mà ra, đụng vào cách đó không xa trên núi lớn. Đem trọn cái đại sơn cũng đụng nghiền nát. Ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Đường vũ bất đắc dĩ vừa nói. Bất quá hắn cũng rõ ràng, vô luận như thế nào hắn cũng không phải này cái nữ tử đối thủ đây chính là cùng huy nhi sánh vai tồn tại nha nữ tử nhún vai một cái hướng về phía đường vũ đưa tay ra làm một cái mời thủ thế tỏ ý hắn có thể chuẩn bị quanh đường vũ nhảy lên một cái trực tiếp hướng nữ tử vọt tới kinh khủng quyền thế cuốn tịch thiên địa giang rầm 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 bên trong không gian sở hữu vật hữu hình vào giờ khắc này cũng hóa thành hư vô nữ tử chỉ là bình tĩnh nhìn đường vũ nàng nhẹ nhàng đưa tay ra trắng tinh tay, thon dài ngón tay. Nhìn tự hồ còn có chút mềm yếu vô lực. Nhưng mà theo cái tay này nhẹ nhàng vỗ, nhất thời đường vũ quyền thế trong nháy mắt bị hóa giải vô hình. Này bất quá chỉ là đường vũ cố ý. Cố ý muốn lấy một quyền này tới quấy loạn Linh Nhi tầm mắt. Quanh. Đường vũ trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Nhi sau lưng. Vô số pháp tắc chi lực hóa thành từng đạo sợi tơ, hướng Linh Nhi giới hạn đi. Linh Nhi thân ảnh nhất tránh, ở hắn pháp tắc giam cầm bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Đường vũ âm thầm thở dài một cái. Này căn bản không phải chiến đấu. Hình như là chính mình một phương diện bị ngược. Dù cho hắn chiến lực cường đại, pháp thuật nhiều thay đổi, thậm chí còn có này tự mình nói này một ít lá bài tẩy. Có thể đối mặt Linh Nhi như cũ cảm thấy như thế vô lực. Quanh. Một cây trắng nõn ngón tay trong lúc bất chợt xuất hiện ở đường vũ trước mắt đường vũ nhanh chóng lui về phía sau. Phanh. Nhưng mà một cái nhỏ chân từ một bên trong lúc bất chợt đá tới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để cho đường vũ không khỏi trên khẽ một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ, Linh Nhi căn bản không có ra đem hết toàn lực, nếu không một cước này đều đủ để để cho hắn bị thương nặng. Quá yếu. Linh Nhi truyền tới âm thanh, tự hồ có hơi ghét bỏ, chỉ là chiến lực như vậy sao? Ông ông ông. Tự mình nói lộ ra, đường vũ đứng ở tự mình nói bên trong. Một đạo đạo pháp tắc lóe lên, hóa thành lần lượt đường vũ bóng người. Từ bốn phương tám hướng tới, đồng thời xuất thủ, thi triển ra bất đồng pháp tắc chi lực. Rầm rầm rầm. Quy thế đang không ngừng tràn ngập. Vô số đường vũ mỗi người thi triển bất đồng pháp tắc chi lực, phản phất đêm này phương thiên địa cũng lồng trùng lên hắn pháp tắc bên dưới. Khắp nơi đều là bóng dáng của hắn, nơi đều là pháp tắc đang tràn ngập có thiên địa sơ khai tuyên cổ vắng lặng khí tức ở lan tràn linh nhi lông mày kẻ đen hơi nhíu lại nàng khẽ cười lắc đầu một cái nếu như nếu như ngươi biết rõ thân phận ta như vậy hẳn liền biết rõ pháp tắc cùng ta là vô dụng chỉ thấy linh nhi chậm rãi ngẩng đầu lên một đạo màu trắng khí tức từ đầu ngón tay nàng lượn lờ lên hướng bị vô số pháp tắc chìm không có chỗ hướng vô số đường vũ bóng người đi theo cái này khí tức qua, phản phất thiên địa tịch diệt. Đầy đủ mọi thứ lần nữa bị đánh trở lại nguyên điểm. Pháp tắc chi lực đang không ngừng tiêu tan, đường vũ kia lần lượt từng bóng người cũng đang không ngừng biến mất. Tu vi đến người ta mức độ như vậy, ứng nên biết rõ, cái gọi là pháp tắc chi lực, bất quá chỉ là thiên địa sơ khai mới bắt đầu, lúc ban đầu tạo thành vết tích. Phong vũ lôi điện, đều là pháp tắc chi lực. Linh Nhi nhẹ nhàng nói, ngay từ đầu có thể mượn pháp tắc mượn thiên địa chi uy mà chiến, nhưng càng về sau, liền sẽ phát hiện, pháp tắc phản ứng không trọng yếu như vậy. Nhưng vì bản thân còn phải dựa vào thực lực của chính mình. Dĩ nhiên, nếu như giống nhau cảnh giới chiến đấu, như vậy pháp tắc cũng không phải vô dụng. Đáng tiếc một khi đối mặt đối thủ cường đại, ở lấy pháp tắc mà đúng, rất có thể làm cho mình rơi vào hạ phong, bởi vì ta có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát sở hữu pháp tắc, khi đó ngươi khống chế nhiều như vậy pháp tắc, sau đó đang đổ nát, tự nhiên cũng sẽ là không dễ chịu. Đường Vũ biết rõ, Linh Nhi đây là đang nhắc nhở chính mình. Chỉ là đáng tiếc là, nàng xác thực bỏ quên. Chính mình pháp tắc còn lại pháp tắc phải không cùng. Hắn pháp tắc đó là tự mình bản thân tự mình nói mà thành. Là vượt qua vượt qua thiên địa, vượt qua nói quy tắc trên pháp tắc. Đó là hắn làm trung tâm, tạo thành thuần túy nhất pháp tắc chi lực. Linh Nhi trong lúc bất chợt thần sắc ngẩn ra nàng vốn là dễ như trở bàn tay vỡ nát pháp tắc chi lực giờ phút này lần nữa ngưng tụ vây quanh ở nàng quanh thân thậm chí đưa nàng buồn ngủ ở trong đó vô số pháp tắc sinh sôi không ngừng giữa lẫn nhau giao dung tuần hoàn giống như là một cái độc lập nói đem linh nhi buồn ngủ ở trong đó linh nhi hì hì nở nụ cười không tệ không tệ nếu như là người khác rất dễ dàng bị ngươi làm cho mê hoặc tiểu tử ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh đường vũ biết rõ pháp tắc chi lực không làm gì được nàng. Cho trình nên là cố ý lấy pháp tắc chi lực dẫn dụ Linh Nhi xuất thủ, để cho nàng vỡ nát hết thảy. Trên thực tế trong tối, khí tức phối hợp, vô số pháp tắc chi lực giao hội, từ đó hình thành một loại tuần hoàng. Đây là đường vũ từ trong trận pháp cảm ngộ đi ra. Ông ông ông. Vô số pháp tắc khí tức hóa thành đủ loại thiên địa dị tượng, hướng Linh Nhi nổ ầm đi cho đến vô số pháp tắc chi lực đồng thời đánh tới linh nhi mới nhẹ nhàng động một cái theo bàn tay của nàng vung lên nhất thời sở hữu pháp tắc đều bị nàng cầm đến trong tay không tránh thoát đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút cái này cô nàng thật sự là quá mạnh mẽ vốn là hắn còn tưởng rằng cho dù cái này cô nàng ở như thế nào cường đại lấy chính mình bây giờ thực lực cũng phải có đến sức đánh một trận nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình hay lại là quá ngây thơ rồi từ đầu chí cuối, cái này cô nàng cũng chưa có xuất thủ. Nhưng mà hắn thật sự có pháp lực, thậm chí còn pháp tắc đều bị nàng như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Linh Nhi hì hì cười một tiếng, giang tay ra, vung tay lên, sở hữu pháp tắc chi lực trong nháy mắt lui bước, ngươi cũng xuất thủ, cũng nên đến ta. Nhất thời dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh. Đường vũ nóng nảy mở miệng. Quanh. Phanh lời nói còn không chờ nói xong đâu, đường vũ trực tiếp bị một quyền đánh bay. ai, đợi một hồi. ta. đoàn đoàn đoàn. rầm rầm rầm. sau một hồi, đường vũ nằm trên đất, khí tức hỗn loạn, nhìn tựa hồ thương thế rất nặng. mà linh nhi là đứng ở một bên, thật dài thở dốc một tiếng. nàng đưa tay xoa xoa trên trán không có mồ hôi, tới một câu, thật mệt mỏi. khóe miệng của đường vũ có chút co quắp một cái thật lâu hắn mới ngồi dậy đừng xem cái này cô nàng xuất thủ rất nặng nhưng rất có chừng mực hoàn toàn không có thương tổn cùng chính mình thần hồn và tập nguyên chỉ là làm cho mình nhục thân ăn rồi một ít khổ sở đường vũ mắng nhiếc nói ngươi nói ngươi đề nghị này có phải hay không là liền vì đánh ta linh nhi thần sắc ngẩn ra có chút mất tự nhiên nói làm sao có thể ta này không phải là vì ma luyện ngươi sao ngươi xem một chút nếu như không cùng ta đại chiến ngươi cũng không biết thực lực mình như thế này mà yếu có phải hay không là lão đệ nha ngươi còn cần cố gắng vừa nhìn thấy nàng cái này đức hạnh đường vũ liền biết mình bị cái này cô nàng cho lừa dối rồi nói dễ nghe cái gì ma luyện chính mình kỳ thực tuyệt đối là muốn quan minh chính đại đánh chính mình đường vũ hừ một tiếng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau xót pháp lực ở quanh thân du tẩu một vòng sau thương thế trực tiếp hoàn toàn khôi phục lại vốn là cũng không phải vấn đề lớn lao gì chính là thể xác gặp một ít bị thương nặng ăn đi một tí đau khổ da thịt thôi ngươi bây giờ biết rõ chính mình nhỏ yếu đến mức nào đi linh nhi chớp con mắt nói cho nên không phải hướng tìm tới những nguyên thủy đó nơi lão quái vật ta có thể cùng ngươi nói bọn họ là mạnh hơn ta dừng một chút linh nhi nắm chặt quả đấm nhỏ có chút không phục nói bất quá nếu như ta liều mạng mới có thể mang đi một cái đi ngươi đây là hỏi ai đây đường vũ âm thầm lật rồi một cái liếc mắt bất quá như vậy có thể thấy cũng có thể biết rõ nguyên thủy nơi những thứ kia lão quái vật rốt cuộc có biết bao cường đại dù sao ngay cả huyên nhi cùng linh nhi cũng không phải bọn họ đối thủ thật có thể chiến thắng sao giờ phút này nội tâm của đường vũ trong lúc bất chợt nổi lên một tia cảm giác vô lực thấy ba một cái thanh tú tay nhỏ ở đầu hắn trực tiếp vỗ một cái Đường Vũ ôm đầu, có chút tức giận hướng Linh Nhi nhìn, ngươi làm đồ chơi gì? Nếu như không có lòng tin tuyệt đối, ngươi chính là tự sát đi. Dù sao bây giờ chúng ta vẫn còn, còn có thể cho ngươi tìm một nơi khá một chút mộ địa. Nếu không sau này chết ở những thứ kia lão quái vật trong tay, chỉnh không tốt ngươi chẳng còn sót lại gì. Linh Nhi mài răng hừ hừ nói. Nàng tự nhiên cảm thấy nội tâm của đường vũ chấn động. Dâng lên vô lực như vậy ý nghĩ là không được rất dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh bây giờ không có đối mặt nguyên thủy nơi nơi những thứ kia lão quái vật cũng sinh ra sợ hãi nếu là thật có một ngày đối mặt rất có thể bất chiến mà bại không chiến trước sợ hãi là không có khả năng thắng ngươi đường vũ bất đắc dĩ nói ta biết được rồi lúc này mới đối đây linh nhi hì hì nở nụ cười ngươi nhớ ngươi là mạnh nhất ngươi có thể tiêu diệt hết thảy nhưng là ta không đánh lại ngươi nha trừ ta ra ngươi là nhất cường đại nhưng là ta cũng không đánh lại huyên nhi ngoại trừ hai ta ta vẫn không đánh thắng những thứ kia ngươi muốn bị đánh có phải hay không là một lát sau đường vũ lần nữa sưng mặt sưng mũi đứng lên hắn vẽ mặt tuổi thân hậm hực sờ lỗ mũi một cái một câu nói không dám nói cái này cô nàng chính là một biến thái một lời không hợp đánh liền nhân ngươi chờ đó chờ sau này ta lớn lên đến thời điểm khẳng định đánh ngươi một hồi đường vũ tại nội tâm âm thầm thề đi ra này phương quỷ dị không gian tiến vào tự mình nói bên trong đường vũ trong lúc bất chợt phát hiện chính mình tâm cảnh thậm chí có một loại tăng lên cảm giác cái này làm cho hắn không khỏi hơi sững sờ ngược lại cũng hiểu tới Thực ra nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn rất là kiềm chế. Không đi ra lọt những chấp niệm đó. Mà Linh Nhi xác thực trong lúc vô tình mang theo đường vũ đi ra cái loại này kiềm chế, khói mù tâm tình bên trong. Cái này cô nàng xem ra cũng không phải hư như vậy. Thậm chí còn có nhiều chút dụng tâm lương khổ. Đường vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hắn ở tự mình đạo nội kêu một câu, đa tạ. Dùng ngươi tạ. Linh Nhi thanh âm ở tự mình đạo nội vang dội đường vũ rời khỏi nơi này. Lân bên trong tộc. Kim bằng chân mày cau lại. Thái tộc trưởng chết già. Hơn nữa thái tộc đã đưa tin, chuyện này phải để cho bọn họ lân tộc cho lời giải thích. Mặc dù vị trưởng lão này tử không minh bạch, có thể xác xác thật thật ở quay trở lại trên đường. Ở một cái, ai cũng biết rõ, lúc ấy vị trưởng lão này hướng về phía kim bằng tốt một hồi châm chọc. Cho nên nói kim bằng âm thầm ghi hận bên trên, sau đó phái người trộm cắp đem vị trưởng lão này giết chết vẫn rất có khả năng nhưng mà đối với lần này kim bằng đáp lại chính là chứng cớ nếu như chứng minh là bọn họ lân tộc làm như thế nào đều được dù sao kim bằng là vừa lên làm tộc trưởng hắn tạm thời còn không muốn cùng hắn tộc phát sinh quá nhiều mâu thuẫn thực ra kim bằng lòng biết rõ nhất định là vị tiền bối kia xuất thủ đối với đường vũ mục đích hắn từ đầu đến cuối cũng không biết rõ nhưng là mơ hồ có thể cảm giác vị tiền bối này tuyệt đối là ở sau lưng bố trí đây thái tộc trưởng lão làm sao sẽ tử đây kim mạc cũng nghe đồn chuyện này vội vàng chạy tới hỏi thăm nhìn kim mạc kim bằng há miệng hắn không biết rõ phải nói như thế nào tiểu bằng thế nào kim mạc đi tới ngồi xuống ghế lo âu nhìn hắn lúc trước ngươi có chuyện gì cũng sẽ cùng ta nói kim mạc khẽ nở nụ cười chẳng lẽ là làm tộc trưởng sao, đối với ta đều có che giấu sao? Tỷ, dĩ nhiên không phải. Kim bằng nói, ta chỉ là không biết rõ phải nói như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, tỷ, ngươi biết rõ cha chết chứ. Chuyện này nếu như có thể, Kim bằng đời này cũng không muốn ở nhất rồi. Nhưng bây giờ xác thực không đề cập tới không được. Quả nhiên, kim mạc trên mặt nổi lên một tia phức tạp, nàng nhẹ nhàng thở dài, biết rõ. Cha chết ở vị tiền bối kia trong tay, ngươi nghĩ nói sự tình có phải hay không là cùng vị tiền bối kia có liên quan? Kim Mặc một chút liền rõ ràng. Kim Bằng gật đầu một cái, đúng nha, tỷ. Vị tiền bối kia là đột nhiên xuất hiện, lúc ấy ta xem hắn tu vi cường đại, căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng ta không nghĩ tới là hắn thật làm được đáp ứng ta, để cho ta lên làm lân tộc tộc trưởng, có thể cho ta cảm giác là vị tiền bối kia một nhất định có kế hoạch gì, nhưng ta xác thực không biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kim Bằng có chút không giải thích nói, tỉ như lần này, thái tộc vị trưởng lão kia, tại tiền bối trong mắt là nhỏ nhặt không đáng kể quân cờ, có thể tiền bối xác thực giết hắn đi. Cái này làm cho ta thật sự là quá mức không hiểu. Kim Mạc trầm ngâm chốc lát, mới khẽ cười hỏi, đối vị tiền bối này lai lịch, ngươi biết không? Kim Bằng lắc đầu, không biết rõ. Tiểu Bằng một cái như vậy tới không biết nhân, khẳng định cần phải phòng bị. Kim Mạc nhẹ nhàng nói, nhưng ta cũng hiểu ngươi, ngươi nói, vì vậy nhân tu vi thực sự quá cường đại, cho ngươi sợ hãi. Nàng nhìn Kim bằng thở dài một cái, bây giờ ngươi chính là chịu đựng hắn khống chế chứ. Từ, nhưng kỳ quái là, bây giờ hắn như cũ còn không có để cho ta đi làm cái gì, ở một cái, hắn tu vi cường đại đến cái mức kia, chẳng nhẽ còn có chuyện gì là mình không làm được sao. Kim bằng nói, cho nên ta liền không hiểu đứng lên. Kim Mạc cười một tiếng, ngươi vừa mới cũng nói, hắn đã giết Thái tộc trưởng lão, một cái như vậy không quan trọng nhân, thật sao? Hơn nữa còn âm thầm muốn cho ngươi trợ giúp Tương Phi Yến leo lên ngự tộc chức tộc trưởng. Trầm ngâm một chút, người này lai lịch, có thể là phá diệt một tộc người may mắn còn sống sót. Bọn họ căn bản là không có cách suy nghĩ, Đường Vũ căn bản không thuộc về nguyên thủy nơi. Bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ tới thực sự có người như thế đại chiến tiến vào nguyên thủy chi trong đất càng đáng sợ hơn là vẫn chưa có người nào đoán được hắn lúc ấy đại trưởng lão đã từng đã nói như vậy kim bằng nói nếu như vậy như vậy ta tốt giống như biết rõ người này muốn làm gì rồi kim mạc trong suốt ánh mắt nhẹ nhàng chất một hồi làm kim bằng mở miệng hỏi dò báo thù kim mạc rót rồi một ly nước nàng nhẹ nhẹ uống một hớp bắt đầu phân tích mà bắt đầu, người này để cho ngươi làm tới rồi tộc trưởng, có thể vô hình trung, ngươi lại bị hắn nắm trong tay rồi, thậm chí nói ngươi là trong tay hắn một mai quân cờ. Mà đây chính là hắn báo thù bắt đầu, đến khi hắn tại sao giết rồi thái tộc trưởng lão, như vậy rất rõ ràng, năm xưa thái tộc nhất định là nhúng vào một ít chuyện, thậm chí nói hắn chủng tộc tiêu diệt, cũng có thái tộc bóng người. Ngươi vừa mới cũng nói, vị tiền bối kia nói cho ngươi biết, hắn không biết làm chuyện không để ý tới như vậy thì rất đơn giản hắn muốn mượn tay ngươi báo thù nếu quả thật là như vậy như vậy đối tại chúng ta tộc mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt kim mạc cười một tiếng có như vậy cường đại cường giả tồn tại trấn giữ ta lân tộc để cho ta lân tộc uy thế ở tiến một bước cũng không phải là không có khả năng ngược lại nàng nhướng mày một cái cũng lo lắng mà bắt đầu nhưng là gặp nguy hiểm bởi vì thiếu lơ là thì có thể đem ta tộc dẫn vào đến chỗ vạn kiếp bất phục nàng nhìn kim bằng chuyện này cũng là ngươi tới quyết định đi dù sao bây giờ ngươi mới là lân tộc tộc trưởng vừa nói nàng khẽ cười một cái đưa tay sờ mặt kim bằng đầu năm xưa tiểu thí hài lại trưởng thành hơn nữa còn thành tộc trưởng ngay cả nàng cũng không nghĩ tới sự tình năm đó cái kia bị người ta bắt nạt chịu đựng sỉ nhục hài tử bây giờ đã thành trưởng đến trình độ này còn trở thành lân tộc tộc trưởng hết thảy các thứ này để cho kim mạc có một loại bừng tỉnh nhược mộng như vậy cảm giác có chút không chân thật đứng lên cảm thụ cái tay kia đăng lên tới nhiệt độ giống như là khi còn bé loại cảm giác đó như thế khi đó hắn bị người khi dễ kim mạc cũng là như vậy vuốt ve hắn mặt nhẹ giọng an ủi hắn cũng là bắt đầu từ lúc đó kim bằng liền đem kim mạc coi thành là mình duy nhất người thân tỷ kim bằng nhìn kim mạc nghiêm nghị nói ngươi là ta duy nhất người thân Đối với Kim Bằng mà nói, còn lại những thứ kia huynh đệ tỷ muội cũng không phải. Chỉ có Kim Mạc mới được. Kim Mạc sững sờ, ngược lại nhẹ nhàng thở dài một cái, ngươi cũng là đệ đệ ta nha. Nàng sờ mặt Kim Bằng mặt, ngược lại đưa tay buông xuống. Tỷ, vô luận như thế nào, chỉ có ngươi mới là ta duy nhất người thân, cũng là ta duy nhất quan tâm nhân. Kim Bằng lần nữa thấp giọng nói. Ừ, ta biết rõ. Ngươi cũng vậy. Kim Mạc cười khẽ một tiếng, thần sắc mang theo vui vẻ yên tâm. Tự hồ cảm giác người em trai này thật không có ủng công đau. Năm xưa Kim Bằng là bị người ta bắt nạt khi dễ đối tượng. Mà Kim Mạc đồng dạng cũng là không phải Kim Thiểu Diêm thương yêu. Từ thật rất nhỏ thời điểm, bọn họ cũng chỉ có với nhau, cũng chỉ có với nhau. Ta và ngươi nói, ngươi cân nhắc một phen. Kim Mạc nhắc nhở nói, dù sao ngươi bây giờ là đứng đầu một tộc rồi, làm việc không thể ở tùy tính tình có lúc được vì đại cuộc cân nhắc đối với kim bằng nàng vẫn là rất yên tâm tỷ ngươi yên tâm ta biết rõ kim bằng thở dài một cái tạm thời không có cách nào chúng ta chỉ có thể căn cứ vị tiền bối kia đi dừng một chút kim bằng hỏi dò đúng rồi tỷ ngươi y biết rõ lão tổ thật là ở bế quan sao không biết rõ đã bao nhiêu năm chưa từng gặp được kim mạc nói khi đó hay là ta lúc rất nhỏ còn không có ngươi thì sao khi đó ta từng thấy qua một lần lão tổ là nhiều tộc lão tổ cùng đi ra nguyên thủy nơi không biết rõ bọn họ đi làm chẳng lẽ là nhân vì thời gian cửu dạ hoa kim bằng nói đối với thời gian cửu dạ hoa sự tình nguyên thủy của bọn họ nơi không có ai xa lạ chỉ là rất nhiều nhân xác thực không biết rõ thời gian cửu dạ hoa rốt cuộc có chỗ ích lợi gì tại sao lão tổ như vậy muốn hao hết tâm lực lấy được nó không phải kia lúc sau đã là thời gian cửu dạ hoa này sau đó chuyện. Kim Mạc cẩn thận nhớ lại một chút, nhưng là năm đó ta trong lúc vô tình nghe được, cái gì biển cái gì? Biển. Kim bằng nhíu mày lại. Không. Nguyên thủy nơi quả thật có một nơi, thiên tán biển. Chính là nguyên thủy nơi cửu đại cấm địa một trong. Chẳng nhẽ lúc ấy lão tổ liên thủ tiến vào thiên tán biển sao? Này là không có khả năng. Khi sợ sẽ là cấm địa, nhưng đối với lão tổ mà nói muốn ra vào chính là dễ như trở bàn tay căn bản không yêu cầu nhiều vị lão tổ liên thủ hơn nữa kim mạc không phải cũng nói ấy ư lúc ấy là của bọn họ cùng rời đi nguyên thủy nơi như vậy thì là tiến vào trong hư vô nhưng là trong hư vô là không có khả năng tồn tại cái gì biển sau đó qua thật nhiều năm lão tổ bọn họ mới trở về kim mạc nhớ lại nói lúc ấy ta còn nhớ lão tổ vẻ mặt vẻ mệt mỏi đó là ta lần đầu tiên nhìn đến lão tổ mặt. Bất quá càng làm cho ta kỳ quái là, tại sao ngay cả lão tổ như vậy nhân vật mạnh mẽ cũng sẽ cảm giác mệt mỏi. Từ một lần kia sự tình đi qua, lão tổ liền đang không có hiện thân. Khi sợ sẽ là cha nhiều ngày đi cầu kiến, cũng như cũ không hề có một chút tin tức nào. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ, ở lão tổ bế quan vị trí, có kết giới, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào. Kia sợ chính là có thể, cũng không dám tùy tiện phá vỡ kết giới. Kim Mạc nhẹ nhàng nói. Nàng nhìn Kim Bằng, ngươi là muốn lợi dụng lão tổ đi đối phó vị tiền bối kia sao? Không phải, chỉ là hỏi một chút. Kim Bằng từ tốn nói, ta chỉ là lo lắng, dù sao bây giờ ngoại tộc đối với chúng ta mắt long lom, nếu như lão tổ ở, như vậy là của bọn họ quả quyết không dám. Khẳng định vẫn còn ở đó. Kim Mạc nói chắc như đinh đóng cột nói, ngươi muốn biết rõ, Lão tổ như vậy tu vi không có ai có thể giết chết nó. Về phần ngoại giới lời đồn đãi, cái gì lão tổ hóa đạo rồi, ta cho là hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đối với cái này một chút ta cũng rõ ràng. Kim Bằng nở nụ cười, chẳng nhẽ lão tổ thật ở bế quan sao? Có thể đã đã nhiều năm như vậy, tại sao còn không hề có một chút tin tức nào đây? Hắn quyết định, sau này phải đi lão tổ bế quan nơi, cầu kiến một phen. Kỳ liền không biết Kim Mạc nhẹ nhàng nói, bất kể đang cùng hay không, có lúc không thể quá nhiều đem hy vọng đặt ở lão tổ trên người, như này của bọn họ dạng nhân, cái gì tình cảm cái gì sớm đều đã lãnh đạm. Tỷ, ta biết rõ. Kim bằng nhìn Kim Mạc liếc mắt. Đối với cái này một chút, hắn trước đây thật lâu liền biết. Hướng lão tổ như vậy tồn tại nhân. Đương nhiên sẽ không bị cái gì tình cảm trói buộc không có thứ gì so sánh với cường đại của bọn họ thực lực của chính mình trọng yếu hơn rồi cũng là bởi vì như thế mới có thể chấm bút đến thời gian cửu dạ hoa muốn để cho mình ở tiến một bước chỉ là đáng tiếc nha thời gian cửu dạ hoa từ đầu đến cuối không có bị bọn họ bất cứ người nào sở được đến kim mạc đứng lên xoay người rời khỏi nơi này mà kim bằng một lát sau đi đến rồi sau núi đi tới lão tổ bế quan nơi kim bằng quỳ trên đất Nhẹ nhàng nói, Lân tộc hiện tại tộc trưởng Kim Bằng, cầu kiến lão tổ. Đợi đã lâu, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ truyền tới âm thanh. Chỉ có thấy được bốn phía sặc sở lưu chuyển ánh sáng. Đó là lão tổ thật sự bố trí kết giới. Cho dù cách nhau rất xa, Kim Bằng đều có thể cảm giác được kia khí tức kinh khủng như có như không lan tràn mà tới. Nếu như có nhân tùy tiện đến gần, hoặc là muốn làm gì, sợ rằng sẽ tại chỗ bị kết giới uy thế thật sự nghiền nát. Cùng lúc đó, tộc khác cũng rối rít ở mỗi người thương nghị. Lân tộc xuất hiện một vị cường giả. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nào không để ý. Muốn biết rõ Kim Thiểu Diêm chết đi, định nhưng chính là cái này nhân gây nên. Thậm chí xếp hạng thứ 10 chủng tộc cũng rối rít chuẩn bị dò xét một phen, muốn muốn chuẩn bị rõ ràng đường vũ thân phận chân thật. Bất quá từ đầu chí cuối, bọn họ liền không có hoài nghi qua, Đường Vũ là ngoại giới mà tới. Thú vị, một cái cường giả trấn giữ Lân tộc. Nghiêm tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, về phần cái gì vốn là Lân tộc khách khanh cái gì, đơn thuần phóng trắm, ta đối với Lân tộc hiểu, có thể nói so với Kim Bằng thằng nhãi con này càng hiểu hơn, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua cái gì khách khanh, hoàn toàn không tồn tại, căn bản không có có chuyện như vậy. Thật là làm cho nhân kỳ quái, người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra đây? hơn nữa còn cùng kim bằng quan hệ không cạn, thật là làm cho nhân có chút không hiểu. Tộc trưởng nhìn phía dưới trưởng lão nói, ngươi thấy được người kia, ngươi cho là hắn thực lực như thế nào? Cái này, ta không có bái kiến hắn xuất thủ, nhưng quanh thân như có như không uy thế, để cho ta cảm thấy rất đáng sợ. Trưởng lão nói như thật, hơn nữa Kim Thiểu Diêm thì có thể là chết tại đây một nhân thủ trung, như vậy có thể thấy này thực lực cá nhân tuyệt đối không thể kinh thường. Tộc trưởng hừ một tiếng, nếu như vậy như vậy thì phải lần nữa kế hoạch một phen bất quá thái tộc trưởng chết già thái tộc tướng chuyện này ghi tạc lân tộc trên đầu nếu như chuyện này kim bằng không cho thái tộc một cái hài lòng giao phó phỏng chừng thái tộc tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy hắn cười hắc hắc hai tiếng như thế cũng tốt cũng có thể để cho chúng ta nhìn một chút bây giờ lân tộc thực lực hay hoặc giả là vị cường giả kia thực lực rất rõ ràng nghiêm tộc tộc trưởng muốn lợi dụng thái tộc đi dò xét một chút lân tộc thực lực tốt nhất là để cho đường vũ cũng bộc lộ ra thực lực bởi vì hắn muốn nhìn nhất chính là đường vũ thực lực rốt cuộc như thế nào trong lúc bất chợt xuất hiện như vậy một vị cường giả vẫn rất có thú tộc trưởng nỉ non một cái câu nguyên thủy nơi đã an ổn quá lâu có lúc quá mức an ổn cũng không phải là chuyện tốt chỉ có hỗn loạn mới có cơ hội sao thanh tộc vạn thanh từ đầu đến cuối cũng đang tìm sang thiên kỳ hạ xuống nhưng từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì cái này làm cho vạn thanh càng phát ra nóng nảy đứng lên trong lúc hắn cũng từng nhiều lần cầu kiến lão tổ có thể không nghi ngờ chút nào đều là bị lão tổ thật sự cự tuyệt thậm chí bị đánh đi ra cái này làm cho vạn thanh nổi lên một chút tuyệt vọng cái kia nữ tử thân thể càng ngày càng tệ trong cơ thể nàng vẽ này khí tức tử vong không ngừng mắt nhìn xuống nàng căn nguyên thần hồn để cho nàng càng ngày càng hơn yếu xuống ở đây sao đi xuống không bao lâu nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn kết quả như thế là vạn thanh không thể tiếp nhận cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải tìm được sang thiên kỳ mặc dù hắn không biết rõ sang thiên kỳ là có hay không có ích có thể tối thiểu là một cái cơ hội thậm chí hắn đều thả ra tin tức nếu như ai cung cấp sang thiên kỳ hạ xuống thậm chí có thể được thanh tộc một cái cam kết nếu như nếu ai giao ra sang thiên kỳ như vậy thanh tộc có thể giao phó cho hắn vô thượng địa vị, thậm chí thanh bên trong tộc sở hữu chí bảo, mặc cho chọn. Đương nhiên, Vạn Thanh biết rõ, muốn cho người kia tự tay giao ra Sang Thiên Kỳ cơ hội không lớn. Nhưng hôm nay hắn đã không có cách nào. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Tộc trưởng nghe lân bên trong tộc xuất hiện một vị cường giả, ngay cả Kim Thiểu Diêm đều chết ở trong tay hắn. Mà Kim bằng đối ngoại tuyên bố, hắn là lân tộc một vị khách khanh từ đầu đến cuối cũng ở trong hư vô, không lâu sau mới trở về lân tộc. Này cá nhân tu vi rất là cường đại. Tam trưởng lão tới bẩm báo. Vạn thanh tràn đầy kinh thường nói, kim thiểu diêm cái gì tu vi? Chém chết hắn thật rất tốn sức sao? Cho dù cái kia nhân tu vi ở cường đại, so với ta lại có thể thế nào? Hắn hỏi thăm một câu, sang thiên kỳ hay lại là không có tin tức gì sao? Tam trưởng lão trầm mặt vạn thanh thở dài một cái ta biết dừng một chút hắn tiếp tục nói trừ sang thiên kỳ tin tức bên ngoài còn lại sự tình không nên tới quấy rầy ta về phần ngoại giới như thế nào đó là bọn họ sự tình đến đúng tộc trưởng tam trưởng lão cung kính nói chuyển mà lui ra ngoài toàn bộ bên trong cung điện chỉ còn lại có vạn thanh một người hắn ngồi ở đó trương bảo chỗ ngồi cho mày thần sắc mang theo ưu sầu thật lâu hắn mới có hơi mệt mỏi đứng lên. Sau đó bóng người xuất hiện ở dưới núi. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là kia gian phòng ốc đơn sơ rồi. Mà cái kia nữ tử liền ở trong đó. Cho dù cách nhau chút khoảng cách, Vạn Thanh cũng cảm giác được cái kia nữ tử khí tức hỗn loạn. Ở tiếp tục như thế, nàng thật không kiên trì được quá lâu. Vạn Thanh đứng ở bên ngoài nhà gỗ, nhẹ nhàng nói, hàng hàng. Thế nào? thanh âm cô gái từ bên trong nhà gỗ truyền tới thanh âm mang theo một tia khàn khàn đã không giống như là lúc ban đầu như vậy trong suốt rồi thậm chí trong đó còn mang theo nồng nặc mệt mỏi ngươi có khỏe không vạn thanh cười khổ một cái hỏi thăm cũng còn khá nữ tử nói nếu như không có chuyện gì ngươi thì đi đi ngươi như cũ còn như vậy ghét ta vạn thanh tự trào nở nụ cười chỉ là trong mắt của hắn xác thực mang theo nồng nặc bi ai. Sau một hồi, mới có đến thanh âm từ gian nhà gỗ đó bên trong truyền ra, đều đi qua. Bây giờ ta ai cũng không muốn cách nhìn, ta chỉ là an lặng lẽ chờ, sau đó chính mình chậm rãi hóa đạo đi. Thanh âm cô gái trong lúc bất chợt xuất hiện một nụ cười châm biếm, thực ra ta đều sớm hẳn rời đi. Ta phải tộc nhân bọn họ cũng không có ở đây, nhưng là ta nghĩ, bọn họ nhất định đang đợi ta. Chỉ là đáng tiếc nha, ta đúng là vẫn còn không có vì bọn họ làm được cái gì đó vạn thanh nắm chặt quả đấm nội tâm tràn đầy khổ sở đương nhiên bọn họ thanh tộc cũng tham dự kia một trận diệt tộc đại chiến cho nên cùng này cái nữ tử mới sẽ như thế đi ngoại trừ này cái nữ tử mới vừa vừa trở về một khắc kia một lần kia gặp nhau về sau nữa bây giờ biết rõ này cái nữ tử cũng không có gặp lại hắn mà vạn thanh đối này cái nữ tử cũng là tràn đầy tôn trọng cũng không có lấy chính mình cường đại pháp lực cưỡng cầu cái gì có lẽ này cái nữ tử tu vi còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều có thể theo trong cơ thể nàng vẽ này tử vong chôn cất diệt khí tức không ngừng ăn mòn chính mình thần hồn và tập nguyên cũng đưa đến này cái nữ tử tu vi đang không ngừng hạ xuống sau đó mà biến mất còn có này cái nữ tử sinh mệnh nàng cảm thấy mình đã chi chống đỡ không được bao lâu nếu như không phải nàng bản thân cường đại tu vi từ đầu đến cuối đều tại ngăn cản này cổ khí tức tử vong sợ rằng nàng đã sớm hóa đạo đi bây giờ tu vi đang không ngừng rơi xuống cảnh giới đã không cách nào ở ngăn cản này cổ khí tức tử vong rồi nhưng mà đối với này cái nữ tử mà nói tự hồ cũng không có gì bởi vì nàng sớm liền đã làm xong như vậy chuẩn bị sở dĩ trở lại cũng là bởi vì muốn đem chính mình chôn cất tại chính mình chủng tộc chính mình nhất sơ tổ trong đất nhưng là ta không muốn như vậy. Vạn Thanh khổ sở nói, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể cứu ngươi, kia sợ sẽ là dùng mệnh của ta đi đổi cũng tốt. vô dụng, ngươi biết rõ, không có gì có thể cứu ta. thực ra sang thiên kỳ cũng không thể, ngươi lòng biết rõ, có lẽ sang thiên kỳ có thể ngắn mũi kéo dài ta một ít thời gian, nhưng căn bản không có biện pháp đem trong cơ thể ta vẽ này khí tức tử vong thanh trừ. nữ tử nhẹ nhàng nói, Vạn Thanh không cần đang vì ta làm cái gì ngươi không nợ ta cái gì ta cũng không thiếu ngươi cái gì không biết rõ tại sao lời như vậy để cho vạn thanh có chút hơi giận nếu như có thể hắn tình nguyện với nhau đều có thiếu nợ như vậy chứng minh giữa lẫn nhau tối thiểu còn có này ràng buộc có quan hệ nhưng hôm nay này cái nữ tử lại nói như vậy thật không thiếu nợ nhau sao là ta thiếu ngươi vạn thanh khổ sở mở miệng đều đi qua không có người nào thiếu ai. Ngươi đi đi. Nữ tử ở không nói. Sau một hồi, vạn thanh thở dài một cái, chậm rãi rời khỏi nơi này. Đường vũ ở nguyên thủy nơi bên trong du đẳng một vòng. Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Là thuộc về thời gian cửu dạ hoa chung cất diệt khí tức. Huyên nhi sao? Đường vũ không khỏi hướng thanh tộc đi. Thấy được tòa kia nhà gỗ nhỏ, tuyệt đối sẽ không sai vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác như vậy khí tức chính là từ tòa này trong nhà gỗ nhỏ truyền ra nhưng là nếu như không phải huyên nhi còn có ai có thời gian cửu dạ hoa chung cất diệt khí tức đây thật là kỳ quái tự hồ có tiếng kêu trên từ trong nhà gỗ nhỏ truyền ra cùng lúc đó một cổ như có như không khí tức lan tràn lên đường vũ tinh tế cảm ứng quả nhiên là thuộc về thời gian cửu dạ hoa chôn cất diệt khí tức Bên ngoài người nào? Trong nhà gỗ nhỏ có một đạo âm thanh yếu ớt truyền tới. Đường vũ nhất thời sửng sốt một chút. Có một loại khắp cả người phát rét cảm giác. Bởi vì hắn nhưng là ẩn nút trong bóng tối. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có bị người phát hiện quá. Nhưng mà bên trong nhà này cái nữ tử lại trực tiếp liền phát hiện hắn. Đường vũ cũng không có động, cũng không có hiện thân. Bởi vì nàng nói chưa chắc là chính mình, còn có thể, nàng chỉ là phát giác khác thường, suốt lời dò xét thôi. Ta thừa nhận ngươi pháp lực quả thật có chút nghe rợn cả người, che giấu thủ đoạn, càng làm cho nhân khiếp sợ. Nhưng nhưng không giấu giếm được ta. Nữ tử có chút mệt mỏi nói, bởi vì nơi này, ta bố trí một tòa trận pháp, tòa này trận pháp là ta bên trong tộc lưu truyền tới nay, có thể nói bất kỳ gió thổi cỏ lay, ở chỗ này ta đều sẽ cảm giác rõ ràng. Thì ra là như vậy. Đường Vũ cảm thấy chính mình thật là sơ suất rồi. Không có nói trước thật sự dò xét. Chuyện cho tới bây giờ cũng không khỏi không hiện thân. Đường Vũ trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ, hắn hướng về phía bên trong căn phòng có chút thi lễ, tham kiến tiền bối. Ở chỗ này nhất định là thanh tộc người. Chỉ là nàng ở địa phương, lại khoảng cách thanh tộc đại điện rất xa. Hơn nữa Đường Vũ cảm giác được này cái nữ tử khí tức hỗn loạn căn bản không thể nào là đối thủ mình. Dù là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn có lòng tin, có thể trong nháy mắt đêm này cái nữ tử đánh chết, sau đó chính mình chạy trốn xa. Chỉ là tại sao bên trong nhà gỗ sẽ thời điểm này cửu dạ hoa chung tất diệt khí tức đây? Đối với cổ hơi thở này, Đường Vũ quá chín mùi tất rồi, thật sự lấy tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Ngươi là người phương nào? Thanh âm cô gái truyền tới thỉnh thoảng xen lẫn nàng tiếng kêu trên âm tự hồ đang chịu đựng cực lớn thống khổ như thế như có như không chôn cất diệt khí tức lần nữa hiện lên mặc dù chỉ là một cái thoáng qua nhưng như cũ còn bị đường vũ rõ ràng cảm giác được nếu như không phải hắn người mang thời gian cửu dạ hoa căn bản không khả năng cảm giác được này của chôn cất diệt khí tức càng giống như là từ này cổ nữ tử bên trong thân thể thật sự tản ra chẳng nhẽ ánh mắt của đường vũ giật giật tâm lý có rồi một cách đại khái suy đoán. Người mang thời gian cửu dạ hoa chôn tất diệt khí tức, trừ mình ra, chỉ có huyên nhi rồi. Phản bối nguyên thủy nơi bơi một cái hồn. Đường vũ nhẹ nhàng nói. Một u hồn. Nữ tử trong lúc bất chợt nở nụ cười, ngược lại là một cái thú vị trả lời nha. Như ngươi nói như vậy, ngươi là không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào rồi hả? Nơi này là thanh tộc vị trí, nếu như là hắn tộc dám tùy tiện tới đây sao? đường vũ hỏi ngược một câu nữ tử trên khẽ một tiếng nàng thật thấp ho khang ngươi nói rất đúng nàng không nhìn thấu đường vũ tu vi như vậy có thể thấy này cá nhân tu vi nhất định là vô cùng cường đại nhưng là ngươi sẽ không sợ ta trong lúc bất chợt thông báo người khác sao đến lúc đó bất kể ngươi là ai sợ rằng cũng sẽ bỏ mình ở chỗ này thanh âm cô gái bình tĩnh nghe không đau khổ không vui giống như là một bãi sâu thẳm yên tĩnh nước hồ như thế không mang theo bất cứ ba động gì. Đường Vũ cười một tiếng, vãn bối có lòng tin, có thể một đánh giết trong chớp mắt tiền bối, sau đó chạy trốn xa, ta vốn là nguyên thủy nơi một u hồn, ta tin tưởng, kia sợ sẽ là thanh tộc thế lực, chỉ cần ta nghĩ muốn ẩn nút, bọn họ cũng là không tìm được ta. Ngươi đối với chính mình có lòng tin như vậy. Ngươi thật cho là trong nháy mắt là có thể đánh chết ta. Nữ tử nói. Mặc dù nàng cảm giác được đường vũ tu vi cường đại, nhưng nếu như nói một đánh giết trong chớp mắt chính mình nàng là quả quyết không dám tin tưởng còn có ngươi cho rằng ngươi ở nguyên thủy nơi có thể chạy thoát thanh tộc đuổi giết nữ tử nhiều hứng thú hỏi nếu như tiền bối không tin có thể thử một lần đường vũ bình tĩnh nói ta cảm thấy tiền bối khí tức không yên xem ra tiền bối là bị thương hơn nữa còn là rất nghiêm trọng thương nếu như tiền bối không có bị thương như vậy vãn bối tự nhiên không làm được thử một chút Nữ tử khẽ thở dài một tiếng, được rồi, mặc dù ta ngày giờ không nhiều, có thể cũng không muốn dùng chỉ còn lại thời gian làm làm tiền đặt cuộc. Chỉ là đối thân phận của đường vũ lại có chút tò mò đứng lên. Đây rốt cuộc là người nào? Hắn tu vi hẳn không yếu hơn đứng đầu một tộc rồi. Nhưng hắn vẫn nói mình là một luồng du hồn. Thật là thú vị trả lời nha. Chẳng nhẽ hắn là như vậy ngày xưa chủng tộc tiêu diệt sao, may mắn tồn người lưu lại sao? Nếu quả thật như vậy, như vậy hai người thật là có nhiều chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiền bối rốt cuộc là thương ở tay người nào? Đường vũ thử thăm dò hỏi thăm. Thực ra nội tâm của hắn đã có câu trả lời. Nhất định là huyên nhi xuất thủ không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn cũng đang lo lắng, có muốn hay không trực tiếp đưa này cái nữ tử lên đường đây. Ngược lại ở hắc ám chôn cất diệt khí tức bên dưới, nàng cũng không sống được bao lâu rồi chỉ là hắn nhưng có chút không hiểu. Này cái nữ tử thật có thể ở huyên nhi trong tay chạy thoát thân sao? Tự hồ xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả thật là như thế, như vậy này cái nữ tử thời kỳ tục cùng tu vi, nhất định cũng là không thể kinh thường. Cũng còn khá, bây giờ nàng bị thương. Thế nào? Ngươi muốn giết ta? Nữ tử cười khẽ một tiếng. Phản bối chỉ là tò mò hỏi một chút, về phần nói giết ngươi. Tiền Bối nói đùa, ta ngươi không thù không oán, vãn bối vì sao phải giết ngươi?" Đường Vũ bình tĩnh nói. Nhà gỗ môn từ từ mở ra. Rất rõ ràng là muốn mời Đường Vũ đi vào. Vạn Thanh đi tới nơi này nhiều lần. Mỗi một lần cũng muốn đi vào trong đó, có thể này cái nữ tử phòng cửa đóng kín. Bây giờ lại vì Đường Vũ như vậy một người xa lạ mở ra nàng cánh cửa kia. Sự thật chứng minh liếm cẩu liếm đến cuối cùng mất tất cả nha. Người hao hết tâm lực muốn đi vào cánh cửa kia, cũng không vào được. Mà người khác lại dễ như trở bàn tay liền tiến vào. Thậm chí hay lại là chủ động mời. Chặt chặt. Nếu như nếu như vạn thanh nhìn thấy màn này, phỏng chừng dễ dàng trực tiếp hộp máu. Đường vũ hơi hơi do dự đi vào. Chỉ là một đạo phân thân lại đánh rơi vào nơi khác. Nếu như một khi thật có gì ngoài ý muốn, hắn có thể trong nháy mắt cùng phân thân chuyển đổi. Đương nhiên, cái ý này ngoại khả năng không lớn. Dù sau này cái nữ tử bị thương, ở một cái kia sợ chính là không có bị thương, đường vũ tự mình cho là dù là liền không phải nàng đối thủ, có thể trốn chạy tự hồ vẫn không thành vấn đề. Bên trong nhà gỗ rất là đơn sơ. Ngoại trừ một tấm đơn sơ một đầu chế tạo thành giường, liền không có bất kỳ vật gì rồi. Mà cái kia nữ tử liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nàng toàn thân áo đen như mực nhưng lại có một con trắng như tuyết tóc dài quanh thân tản mát ra một cổ lạnh giá khí chất có cự người ngoài ngàn dặm cảm giác nhìn nàng mái đầu bạc trắng đường vũ không khỏi hoảng hốt xuống loáng thoáng còn nhớ từng tại thế giới đại đạo bên trong cũng có một cái tóc trắng nữ tử ở cực bắc băng hàng nơi nàng một người cô độc vô số năm muốn phải đợi đến người kia có thể chính mình trở lại nhưng mình lại không phải người kia mà hắn cũng không có thay đổi cái gì đầy đủ mọi thứ đúng là vẫn còn bị diệt nếu như nếu như nam tử tóc trắng biết rõ hết thảy các thứ này đoán chừng chửi mình xong con bê đi đường vũ tại nội tâm tự giễu cười một tiếng ngươi có chút thất thần là nhớ ra cái gì đó sao nữ tử nói ngươi muốn biết rõ ở ngươi thất thần thời điểm ta ra tay với ngươi cũng có thể trọng thương ngươi nghe vậy Đường Vũ hơi ngẩn ra. Chuyển mà nội tâm lại có chút buồn cười mà bắt đầu. Này cái nữ tử thật đúng là thản nhiên nha. Nhưng mà nàng không biết là chính mình đã sớm để lại một đạo phân thân, có thể trong nháy mắt cùng bản thể chuyển đổi. Ở một cái, kia sợ chính là không có lưu lại đạo kia phân thân. Lấy này cái nữ tử bây giờ tu vi muốn trọng thương chính mình, cũng là không có khả năng. Nàng thương thế quá nặng vốn là đường vũ vẫn còn có chút hoài nghi có thể bây giờ thấy này cái nữ tử hắn hoàn toàn có thể xác nhận đây tuyệt đối là thương ở huyên nhi trong tay vẻ này thời gian cửu dạ hoa tiêu diệt khí tức chỉ có huyên nhi có tiền bối có hay không quá mức coi thường vãn bối lấy tiền bối bây giờ tình huống là không tổn thương được ta đường vũ bình tĩnh nói chỉ là tiền bối thương thế rất kỳ quái thậm chí có một cổ chôn tất diệt khí tức quỷ dị ở một chút xíu cắn nuốt tiền bối căn nguyên cùng thần hồn. Nữ tử hơi sững sờ, nhìn về phía ánh mắt của đường vũ mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là người nào? Lại có thể liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua chính mình thương thế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ tử không khỏi lần nữa hỏi thăm. Một đạo du hồn thôi. Nếu không tiền bối cho là ta là người như thế nào? Đường vũ cười khẽ một tiếng, đáp trả tiền bối có phải hay không là kỳ quái ta vì cái gì có thể nhìn thấu tiền bối thương thế quả thật rất kỳ quái nữ tử nói như thật muốn biết rõ không có bao nhiêu người có thể thực sự nhìn rõ ta thương thế mặc dù nàng trọng thương ở cái kia tay cô gái trung nhưng là một số người căn bản sẽ không biết rõ nàng thương có bao nhiêu nghiêm trọng nhưng mà người trước mặt này lại một lời vạch trần nàng thương thế cho nên để cho này cái nữ tử càng phát ra cũng tò mò thậm chí còn đang suy tư người này rốt cuộc là năm xưa bộ tộc kia đường vũ cười hắc hắc hai tiếng cũng không có đang nói gì bởi vì hắn xác xác thật thật đang suy tư có muốn hay không thật đem này cái nữ tử giết chết đây mặc dù coi như rất đẹp nhưng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào ở nữ nhân xinh đẹp chỉ cần với nhau phân thuộc đối địch như vậy thì không nên nương tay muốn biết rõ nàng nhưng là trọng thương ở huy nhi trong tay cho nên giữa lẫn nhau lập trường sớm đã định trước rồi nữ tử khẽ thở dài một tiếng tại sao ta cuối cùng nhận ra được ngươi đối với ta có sát ý đây đường vũ vội vàng ổn định một chút tâm thần tiền bối nói đùa tuyệt đối sẽ không sai nữ tử nói chắc như đinh đóng cột nói mặc dù ta tu vi không bằng trạng thái tột cùng rồi nhưng ta cảm giác vẫn còn ở đó nếu như nói lần đầu tiên ngươi toát ra sát ý là ta cảm giác sai lầm rồi, như vậy cũng là có thể thông cảm được, có thể khoảng cách gần như vậy, ta cảm giác sẽ không sai. Nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, chúng ta có thù oán. Không có. Vậy thì kỳ quái. Nữ tử khẽ cười một cái, thật là không hiểu, tại sao ngươi liên tiếp muốn giết ta? Dừng một chút, nữ tử nhẹ nhàng nói, bất quá ngươi nói quả thật đúng bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi ngươi muốn giết chết ta hẳn là dễ như trở bàn tay đường vũ chỉ là ngưng mắt nhìn nàng một lát sau mới âm âm u u nói ngươi là người nào giống như ngươi một luồng du hồn thôi nữ tử từ tốn nói nàng tin tưởng chính mình trực giác tuyệt đối sẽ không sai người này đối với chính mình thật có đến sát ý bất quá nàng nhưng không nghĩ phản kháng cũng không muốn đi làm cái gì rồi dù sao đã lập tức phải bỏ mình nhân tự nhiên cũng sẽ không sợ tử vong đường vũ hơi nhíu mày ngươi không phải thanh tộc người không phải vậy thì kỳ quái không phải thanh tộc người lại thân ở thanh tộc bên trong muốn biết rõ người khác căn bản không có thể có thể đi vào tới đây lúc này ánh mắt của đường vũ khẽ động tựa hồ biết cái gì lúc đó tương lừa đã từng nói vạn thanh cùng một cái nữ tử từ dưới liền thanh mai trúc mã nhưng là sau đó ở lúc ấy tộc trưởng can dự hạ vạn thanh không thể không buông tha trong lòng thật sự yêu cùng tộc khác nữ tử thông gia mà cũng không lâu lắm nữ tử chủng tộc liền bị bị diệt chỉ có nàng một người chạy ra ngoài gặp nhau nửa sau này cái nữ tử đã làm trọng thương cũng là bởi vì như thế vạn thanh mới như vậy lập mưu ngự tộc thậm chí bức tử tương lừa gây nên chính là lấy được sang thiên kỳ dùng cái này tới vì này cái nữ tử chữa thương thì ra là như vậy nha. Xem ra chính là cái này cô gái. Nếu là người khác căn bản không khả năng tùy tiện tiến vào nơi này. Muốn biết rõ đây chính là thanh tộc sàn xe. Sang Thiên Kỳ liền ở trong tay mình. Kỳ bất quá chỉ là một nơi không gian thôi. Thậm chí nói là một nơi phòng ngự pháp bảo. Nếu quả thật có nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể tiến vào Sang Thiên Kỳ bên trong. Nhưng muốn lấy Sang Thiên Kỳ tới chữa thương Đường Vũ không thể chối, sang thiên kỳ quả thật hàm chứa một cổ không gian cường đại sức sống. Nhưng tiếc là là, căn bản là không có cách cứu chữa này cái nữ tử. Nên biết đến, đây chính là thương ở huy nhi trong tay. Đường Vũ có thể khẳng định nói, trường nguyên thủy nơi những thứ kia lão bất tử, muốn cứu này cái nữ tử, chỉ có mình cùng huy nhi có thể làm được. Vãn bối tự hồ biết tiền bối rốt cuộc là người nào. Đường Vũ nhẹ nhàng nói nhưng mà nội tâm như cũ còn đang suy tư. Rốt cuộc muốn không muốn làm xuống này cái nữ tử. Nếu như không giết này cái nữ tử, một khi tiết lộ ra bản thân tin tức cái gì. Mặc dù đường vũ không sợ, có thể đúng là vẫn còn một cái phiền phức sự tình. Đơn giản nhất dĩ nhiên chính là giết nàng, xong hết mọi chuyện. Nữ tử nở nụ cười, cũng không nói lời nào, nàng thần sắc nổi lên nồng nặc mệt mỏi. Lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, không khỏi rên khẽ một tiếng. Đối với lần này Đường Vũ tự nhiên biết rõ. Thời gian cửu dạ hoa chôn tất diệt khí tức đang không ngừng mắt nhìn xuống nàng thần hồn và tập nguyên. Ở tiếp tục như thế, này cái nữ tử cũng giữ vững không được bao lâu. Sẽ bị cửu dạ hoa khí tức hoàn toàn ăn mòn. Nhưng mà thấy nàng kia mái đầu bạc trắng, Đường Vũ nhưng có chút không đành lòng. Bởi vì đều sẽ nghĩ tới năm xưa, cái kia tóc trắng nữ tử, không chỉ hai người có giống vậy tóc trắng tự hồ liền ngay cả với nhau khí chất đều rất giống như. Giống vậy mang theo một loại lạnh như băng sương cảm giác. Đường vũ thở dài một cái, nội tâm sát ý lui bước. Nữ tử nhìn đường vũ liếc mắt, khẽ cười một cái. Nàng tự nhiên cảm giác được nội tâm của đường vũ vẻ này đáng sợ sát ý ở bất tri bất giác biến mất. Chỉ là nàng cũng không giải, tại sao người này ngay từ đầu liền đối với chính mình tràn đầy sát ý đây. Ngược lại suy nghĩ một chút cũng hiểu tới hắn nói mình là một đạo du hồn rất rõ ràng thì không muốn để cho nhân biết rõ hắn tin tức chỉ có như vậy mới có thể đối với chính mình lộ ra sát ý nữ tử trong thần sắc mệt mỏi càng phát ra nồng nặc ta sẽ không tiết lộ ngươi bất cứ tin tức gì vừa nói nữ tử cúi đầu xuống nỉ non một cái câu ngươi là một luồng du hồn ta tại sao nếm không phải thì sao nơi này quá bẩn rồi cũng quá khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ đường vũ hơi ngẩn ra ngược lại liền hiểu này cái nội tâm của nữ tử suy nghĩ không nghi ngờ chút nào này cái nữ tử cho là mình sở dĩ muốn ra tay với nàng là bởi vì mình tồn tại bị nàng phát hiện nội tâm của đường vũ không khỏi tức cười cười một tiếng như thế cũng tốt thực ra hắn cũng không muốn đối này cái nữ tử xuất thủ chỉ vì nàng rất giống là ngày xưa cái kia tóc trắng cô gái cho nên đường vũ không nhịn xuống tay như thế liền đa tạ tiền bối Đường vũ hướng về phía nữ tử có chút thi lễ. Nữ tử nhìn hắn một cái, ngươi chính là rời đi đi, nơi này dù sao cũng là thanh tộc địa bàn, rất dễ dàng bị người phát hiện. Vừa nói nữ tử nhắm lại con mắt. Một đạo đạo khí tức từ trên người nàng bắt đầu tràn ngập đứng lên. Rất rõ ràng, nàng ở lấy chính mình tự thân pháp lực áp chế cửu dạ hoa khí tức. Chỉ là đáng tiếc nha. Lấy nàng bây giờ pháp lực, căn bản không khả năng chế rụ dựa vào tình huống này không ra một tháng này cái nữ tử chắc chắn phải chết phản bối cáo từ đường vũ trực tiếp rời đi không biết rõ tại sao hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới lúc ấy cùng tóc trắng nữ tử lần đầu tiên gặp mặt bây giờ nhớ tới thật có nhiều chút dường như là cách một đời thực sự quá xa vời thậm chí đều có chút xa lạ đứng lên rầm 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 tự mình nói lần nữa run rẩy Đường vũ vội vàng lắp mình tiến vào trong đó. Quả nhiên, phát hiện một cái không gian khác cùng tự mình nói lần nữa liên kết. Đạo kia quỷ dị trong cái khe tản mát ra từng đạo khí tức kinh khủng. Ông ông ông. Tự mình nói cũng đang khe khẽ run rẩy đến. Đường vũ hướng không gian liệt phùng nhìn. Này rốt cuộc có phải hay không là kia đóa màu trắng cửu dạ hoa không gian đây? Đường vũ có chút mờ mịt. Nhưng nếu như nói còn có không gian này tồn tại, nhất định cũng là cùng kia đóa màu trắng thời gian cửu dạ hoa có liên quan. Nhưng mà quỷ dị là, tại sao chỉ có cái không gian này đang rung rẩy cùng tự mình nói lần lượt liên kết. Còn có này cái kia nhiều lần xuất ra hiện cự quy. Nó rốt cuộc muốn như chính mình truyền lại tin tức gì. Ô ô ô ô. Có phong thanh từ không gian liệt phùng truyền tới. Ngay sau đó thật giống như có thứ gì rơi xuống. Đường vũ không khỏi đưa tay ra. Là huyết một giọt huyết tinh chuẩn rơi vào hắn lòng bàn tay nắm bên trong. Ông ông ông. Giọt máu này đang khẽ rung đến. Đường vũ có thể cảm giác, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có giọt tinh huyết này từ trong nhỏ xuống đây? Giọt máu này là từ một không gian khác tới. Còn là nói có người đưa nó đánh vào đến vạn cổ bên trong. Sau đó tình cờ rơi vào trong tay mình. Ông ông ông. Quanh. Quỷ dị không gian kẻ hở, phản phất có vô số xuất hiện ở lóe lên. Con mắt của Đường Vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn những hình ảnh kia. Nhưng mà thấy một nơi thời điểm, hắn không khỏi trừng lớn con mắt. Là Cư Phượng. Cư Phượng lông trên người đen nhánh, quanh thân nhuộm máu. Nó vô lực huy động cánh, tự hồ muốn xông lên trời không. Có thể mặt của nó sắc lại nổi lên một tia vô lực cười khổ. Chật vật đi về phía trước hai bước, phanh một tiếng nó nặng nề ngã ngã trên đất đường vũ nín thở trừng lớn con mắt không khỏi bật thốt lên thư phượng nhưng mà với nhau cách nhau đến bất đồng không gian thanh âm của hắn căn bản là không có cách truyền đưa tới ở một cái những thứ này lóe lên hình ảnh chưa chắc là bây giờ đã phát sinh có lẽ là trước đây thật lâu chuyện phát sinh mà ở thời gian trong lạc ấn tình cờ phơi bày ra vũ vì thời gian trụ vì không gian. Làm vũ cùng trụ trọng điệp một khắc kia, thời gian và không gian thay nhau, cũng liền tạo thành ta sao sinh tồn này một vùng không gian. Nếu như vũ cùng trụ không cách nào trọng điệp, như vậy thời gian và không gian sẽ thác loạn. Ở không đồng thời gian cùng không gian chi lực nghiền ép bên dưới, muốn sinh ra sinh mệnh tồn tại cực kỳ nhỏ. Nhưng người thường có thể hay không xem được quá khứ đây. Cũng có thể. Hải thị thận lâu cái gọi là hải thị thận lâu chính là không đồng thời gian cùng không gian tình cờ thay nhau thật sự lộ ra đi qua hình ảnh cho nên có người tình cờ thời khắc có thể xem được quá khứ thời gian giống như là trước mắt một màn này như thế đường vũ căn bản không dám xác nhận bây giờ là đã phát sinh đại chiến dư âm hướng đánh tới không gian cùng thời gian thật sự ánh chiếu xuất hiện ở cảnh tượng còn là quá khứ thời gian đóng dấu tình cờ thời khắc ở hai cái không gian chi lực mâu thuẫn bên dưới thật sự hiện ra đi qua một màn nhưng đây tuyệt đối là chân thực đã phát sinh cư phượng gặp nguy hiểm nó bị thương hơn nữa bị thương rất nặng ngay cả huy động cánh muốn nhảy lên không trung đều đã không làm được như vậy có thể thấy nó không có chút nào khí lực thậm chí căn nguyên đều đã khô cạn nếu không không sẽ như thế vô lực nhưng nếu như bản thật nguyên khô khốc đường vũ không dám nghĩ tới. Cư phượng hắn gào thét lên tiếng, con mắt đỏ bừng, đang kêu gọi đến con chim kia. Cái này điểu hùng hùng hổ hổ, trong ngày thường không có một chính hình. Nhưng vô luận là cư phượng hay lại là cây nhỏ đều là hắn thân nhất nhân nha. Với nhau giữa bồi bạn vô nhiều năm tháng. cụ. Trong tấm hình cư phượng vô lực tê liệt ngã xuống đất. Nó thật thấp ho khang. Từ khóe miệng của nó tràn ra bốn máu tươi lớn cùng lúc đó nó quanh thân bắt đầu không ngừng chảy xuôi huyết sắc trong nháy mắt đưa nó hoàn toàn nhiễm đỏ ngay cả áp chế đơn giản nhất thể xác thương thế cũng không làm được như vậy có thể thấy nó thật đến cực hạn đường vũ trừng đến con mắt cái gì cũng không làm được chỉ có thể nhìn cái kia thương tích khắp người điểu một chút xíu nhắm lại con mắt không cư phượng đường vũ trống lớn một tiếng nhưng mà con mắt của cư phượng như cũ còn vào giờ khắc này chậm rãi nhắm lại. Khóe miệng của nó như cũ còn đang không ngừng chảy máu. Năm xưa sáng bóng tịnh lệ lông, nám đen một mảnh. Còn có máu tươi từ trên người nó không ngừng chảy ra. Dời à! Quanh! Đường vũ trực tiếp một quyền đánh tới. Sau đó hắn hướng về kia nơi không gian đi. Phanh! Không gian bình chướng thành lũy đưa hắn miễn cưỡng đến cản lại nội tâm của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm chính là hắn muốn xông tới xông phá cái không gian này tiến vào một chỗ khác đi cứu cư phượng nhưng mà này căn bản không làm được trừ phi cửu dạ hoa hoàn toàn lớn lên khi đó hắn mới có thể không sợ bất kỳ không gian chi lực cuối cùng đường vũ vô lực lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng hắn nhìn cư phượng đưa tay ra tự hồ muốn sờ một cái ngày xưa cái kia đi cùng ở nó bên người vô nhiều năm tháng điểu nhưng mà không gian cảnh tượng đang không ngừng biến hóa. Trước mắt thật sự phơi bày là đại chiến nổ ầm. Đại chiến khí tức phản phất theo không gian liệt phùng kích đóng tới. Để cho tự mình nói cũng đang khẽ rung đến, phát ra tiếng nổ âm. Đại chiến dư âm lan tràn. Chấn động cổ kim tương lai. Có tinh thần ở nổ tung, ở nghiền nát. Có vĩ đại bóng người, ở càng quét hết thảy, đang trấn áp. Ông 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 không biết rõ có phải hay không là đường vũ ảo giác hắn lại thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh nhất tránh mà qua hắn trừng lớn con mắt trong con mắt mang theo khó tin điều này sao có thể chứ đạo kia chợt lóe lên bóng người hình như là ninh nguyệt cái này không thể nào nếu quả thật là ninh nguyệt tại sao nàng sẽ xuất hiện ở kia một vùng không gian bên trong đối với ninh nguyệt cùng ninh nhược ở tự mình đạo nội đột nhiên biến mất đường vũ nghĩ mãi mà không ra. Đạo thân ảnh kia thật là ninh nguyệt sao? Nếu như là, các nàng rốt cuộc như thế nào tiến vào kia một vùng không gian bên trong? Như vậy ninh nhược có phải hay không là cũng ở đây? Giờ phút này đường vũ tâm loạn như ma. Ông ông ông. Cuối cùng sở hữu hình ảnh cũng biến mất không thấy. Đường vũ ngã ngồi ở tự mình nói bên trong. Giờ phút này hắn vô cùng lo lắng cư phượng. Cũng không biết rõ nó thế nào còn ở hay không nguyên vốn cho là mình có cái thế vô địch thực lực cường đại nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình như cũ còn cái gì cũng làm không được thậm chí ngay cả phá vỡ mà vào đến một cái không gian khác đều làm không được đến hắn vô lực cười khổ một cái này ngươi người này địa rồi hả phải chết nha linh nhi xuất hiện ở tự mình đạo nội nhìn đường vũ cái này đức hạnh khinh bỉ nói đường vũ rộng rãi ngẩng đầu nhìn nàng cho linh nhi giật nảy mình làm ngươi có thể phá vỡ mà vào đến một cái không gian khác sao đường vũ đứng lên nói liên tục mang khoa tay múa chân ta vừa mới thấy được không gian liên kết thấy được một ít hình ảnh một ít chuyện ngươi có thể đem ta đưa qua sao mình làm không tới có lẽ này cái nữ tử có thể dù sao nàng tu vi so với chính mình mạnh hơn nhiều linh nhi sắc mặt nổi lên một tia mất tự nhiên ngược lại nghiêm nghị nói không làm được Đường vũ sắc mặt nổi lên thất vọng, ồ. Thế nào? Lão đệ, có chuyện cùng tỷ nói. Linh Nhi nói, mặc dù tỷ không làm được đưa ngươi đưa đến một cái không gian khác, nhưng là tối thiểu có thể nghe ngươi kể lễ nha, dù là ngươi chính là dựa vào bả vai ta khóc một chút cũng không có gì, sau đó ta của quá khứ buồn cười lời nói ngươi. Linh Nhi giang hai cánh tay ra, đến đến, dựa vào ở tỷ tỷ trên bả vai khóc trống đi, không nên do dự. Đường vũ lắc đầu nở nụ cười khổ hắn tự nhiên biết rõ linh nhi là cố ý nói như vậy muốn lấy loại biện pháp này tới dời đi sự chú ý của mình đang trêu chọc chính mình thế nào linh nhi hỏi dò có chuyện gì ngươi ngược lại là nói nha ngươi kéo người chết mặt cho ai xem đây đừng vũ thở dài một cái suy nghĩ một chút hắn nói ta tự mình nói nhiều lần cùng ngoại giới không gian liên kết ta thật nhiều lần thấy được một cái tự quy mà lần này ta thấy được ta đã từng thân nhân ta thấy được nó máu me khắp người ngã xuống trong vũng máu ta thấy được nó nhắm lại con mắt đường vũ thân thể không khỏi run một cái dù là bây giờ đi xem hắn đều cảm giác được sợ hãi bởi vì hắn thật sợ hãi cư phượng không có ở đây theo càng ngày càng nhiều nhân biến mất không có ở đây đường vũ cũng liền càng phát ra quý trọng người bên cạnh nếu như có một ngày chỗ ở mình nói người đều không tại rồi chỉ có chính mình đường vũ không dám nghĩ tới khi đó chính mình sẽ làm sao? Linh Nhi trong mắt nổi lên một tia phức tạp, chuyển mà nói rằng, ngươi sợ chứng kiến chưa chắc là bây giờ đã phát sinh, có lẽ là đã qua thật lâu rất lâu sự tình. Có lẽ ngươi cái kia cái gì thân nhân, cũng bị nhân cấp cứu, bây giờ còn sống thật tốt đâu rồi, cũng không phải là không có khả năng. Nàng nhón chân lên vỗ một cái đường vũ bả vai, tỏ vẻ an ủi, cho nên lão đệ không nên suy nghĩ nhiều những thứ kia. Yên tâm, khẳng định chuyện gì cũng không có dừng một chút linh nhi tiếp tục nói huống chi kia sợ sẽ là thật cũng không có ở đây nhưng nếu như có một ngày ngươi lớn mạnh cường đại đến thay đổi càng khôn biên đảo thiên luôn một khắc kia như cũ có thể để cho đầy đủ mọi thứ đều nặng hiện ngươi cũng không phải là bởi vì cái này mục tiêu mà cố gắng sao linh nhi nắm chặt quả đấm nhỏ tự hồ đang cho đường vũ cố gắng lên bơm hơi lão đệ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể không thể không nói linh nhi lời nói vẫn còn có chút đạo lý quả thật như thế làm có một ngày chính mình đủ đủ cường đại như vậy hoàn toàn có thể thay đổi hết thảy kết cục hơn nữa hắn cũng cái này mục tiêu mà cố gắng lão đệ nhìn ngươi dáng vẻ suy nghĩ minh bạch đúng không cảm tạ ta đi thần phục ta đi nhìn ta tốt với ngươi chứ linh nhi bấm eo một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ nhìn đường vũ đường vũ nhìn nàng một cái đa tạ Tạ à, không phải nói, ngươi phải nghĩ biện pháp dùng hành động, vật phẩm cái gì, để chứng minh nha, ngươi không thể chỉ là một câu nhẹ phiêu phiêu cảm ơn chứ. Vậy quá không có thành ý. Linh Nhi bất mãn nói. Đường Vũ coi như nàng lời này là đang ở phóng trắm. Vật phẩm. Tu Vi đến trình độ này. Nàng còn lại. Về phần hành động. Chính mình Tu Vi căn bản cũng không bằng nàng, có thể vì nàng làm. Đường Vũ lật rồi một cái liếc mắt, chớ có nói đùa. Không có nói đùa nha. Linh Nhi chớp con mắt nói, ta nói thật đâu rồi, ngươi được dùng hành động chứng minh ngươi cảm ơn nha, không thể như vậy nhẹ phiêu phiêu một câu đơn giản cảm ơn, đây hoàn toàn là không đủ để biểu đạt ngươi cảm ơn. Được rồi. Đường vũ bất đắc dĩ giang tay ra, vậy ngươi nói ta có thể vì ngươi làm. Nghe vậy, Linh Nhi ca ba một cái lần mắt, nàng chu mỏ một cái, ngược lại thở dài một cái, ta cũng không biết rõ nha. Ngươi xem một chút không phải ta không nghĩ cảm tạ ngươi, là ngươi chính mình cũng không biết rõ để cho thế nào ta cảm tạ ngươi. Ở một cái, mặc dù ta không có làm gì tính thực chất động tác, nói thí dụ như cho ngươi tặng quà cái gì, nhưng ta cảm tạ là xuất phát từ nội tâm, ở trong nội tâm của ta gào khóc cảm tạ. Đường Vũ nghiêm nghị nói. Linh Nhi một phát miệng, lui về sau hai bước, dừng một chút dừng. Nàng đưa tay cắt đứt đường Vũ lời nói, đúng ngươi ở tâm lý cảm tạ là được, nhớ ta thật lâu là được. Đường Vũ cười một tiếng, nhất định sẽ, ngươi có thể là tỷ ta nha. Nghe vậy, Linh Nhi cũng nở nụ cười, con mắt lớn cũng công thành trăng lưỡi liềm, nàng nghiêm túc vỗ một cái đường Vũ bả vai, ông cụ non nói, lão đệ, có câu này của ngươi lời nói, tỷ liền thỏa mãn. Cũng không uổng ta từ nhỏ đối với ngươi chiếu cố. Đường Vũ hô hấp một hồi, ngang nàng liếc mắt. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng nhẽ ta nói đúng không? linh nhi trừng đến con mắt nói đường vũ bất đắc dĩ nói đúng đúng ngươi nói đều đúng ta đi nha vừa nói đường vũ trực tiếp đi ra tự mình nói mà linh nhi lại thu hồi cười đồ bộ dáng sắc mặt thay đổi có chút nghiêm nghị mà bắt đầu một cái tự quy linh nhi mài răng hừ hừ nói chờ ta lần sau gặp được ngươi không phải là đem ngươi răng rút ra nàng hướng tự mình nói dò xét một vòng Bây giờ nơi này còn thừa lại chỉ có như vậy một nơi, có thể liên kết không gian. Cho nên không gian chấn động, ảnh hưởng đến tự mình nói. Hay hoặc giả là cùng tự mình nói tình cờ liên kết. Ngươi tự mình đạo chân muốn hóa đạo nha. Linh Nhi nỉ non một cái câu, thực ra cũng vậy, từ cửu dạ hoa ngồi lạc ở trong đó một khắc kia, liền đã định trước rồi. Nàng hướng tự mình đạo mổ một nơi nhìn một chút. Ông ông ông. Tự mình nói khẽ rung lên, Phản phất ở ánh mắt của nàng hạ cảm giác được sợ hãi tựa như vạn cổ tái hiện, một khắc kia lại sẽ bỏ ra như thế nào giá đây. Linh Nhi thở dài một cái. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.